Chào mừng quý thính giả đã đến với kênh Radio Hay. Quý vị và các bạn thân mến, một tiểu thư con nhà quyền quý nhưng lại nghe theo tiếng gọi cả tình yêu mà bỏ trốn theo một chàng trai nghèo khổ. Cuộc sống của họ hạnh phúc trong những năm đầu nhưng lại dần nảy sinh nhiều mâu thuẫn xuất phát từ sự túng thiếu, trong khi người chồng không nề hà bất kể công việc gì để lo toan cho vợ con, thì người vợ lòng dạ dần đổi thay. Họ là những nhân vật chính trong câu chuyện mà Nhật Lệ gửi tới quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng của kênh ngày hôm nay. Vậy điều gì sẽ diễn ra? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những tình tiết của câu chuyện để được biết nhé. Hy vọng những tình tiết trong câu chuyện sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những giây phút thật thư giãn. Ngay bây giờ, chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện. Mặt trời dần khuất sau lũy tre làng Hạ, báo hiệu lại một ngày nữa sắp kết thúc. Đấy là lúc dân làng cùng rủ nhau về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Họ vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Câu chuyện chủ yếu xoay quanh về vụ mùa, về giống lúa, về thời tiết dạo này. Nhưng đó là chủ đề bàn tán của dân làng vào những ngày nhàn rỗi. Chẳng có chuyện gì to tát xảy ra, còn dạo này thì khác. Vào vụ mùa năm đó, làng Hạ bỗng sôi nổi hẳn lên bởi tin cô con gái rượu của ông Kim bỏ nhà theo trai. Chẳng ai ngờ được việc ấy, bởi từ lâu gia đình ông Kim nổi tiếng là giàu có và danh giá nhất vùng. Hơn một nửa số ruộng đất ở làng Hạ đều thuộc quyền sở hữu của ông ta. Số người nghèo không có kế sinh nhai đến thuê ruộng của ông ấy có đến hàng chục hộ, gia súc thì có đến hàng ngàn con, cả đời không bao giờ lo đến việc thiếu thốn của cải. Thế nhưng ông Kim lại mang một nỗi khổ tâm về đường con cái. Phải qua đến hơn ngũ tuần ông mới có được một mụn con, ấy thế mà lại là một đứa con gái. Thời gian đầu ông phiền muộn lắm, vì cứ nghĩ có được một đứa con trai sẽ nối dõi tông đường. Nhưng có lẽ trời xanh dường như cũng an bài cho ông. Không có được một cậu con trai, nhưng bù lại đứa con gái mà ông sinh ra lại sở hữu nhan sắc chim sa cá lặn, làm vạn người mê đắm. Ông đặt tên cho đứa bé ấy là Thư, ngụ ý con mình là tiểu thư đài các như trong các phim cổ trang. Thư lớn lên trong nhung lụa, cả thời thơ ấu của cô đều được người cha giàu có chiều chuộng hết mực. Không món gì Thư muốn mà lại chẳng có được, đến nỗi người trong làng đùa nhau rằng ông Kim cưng đứa con gái này gấp 10 lần vợ mình. Cưng đến nỗi nếu giờ ông có đẻ thêm một đứa con trai nữa thì vị trí số 1 trong nhà đó vẫn sẽ là Thư. Năm Thư vừa tròn 18 tuổi, ông Kim làm tiệc linh đình đãi cả làng Hạ tận 3 ngày đêm. Chính trong đợt đó, ông tuyên bố rằng mình không cần con trai nối dõi, vì sau này mọi gia sản của ông sẽ được để lại hết cho đứa con gái và chồng của nó. Vậy là chưa cần phải làm gì cả, Thư nghiễm nhiên trở thành người phụ nữ giàu có nhất làng Hạ. Và từ đó, cô cũng trở thành mục tiêu theo đuổi của vô khối trai làng. Vừa có nhan sắc, lại vừa là con nhà giàu có, số người theo đuổi Thư có khi xếp thành hàng dài đến hết cả con đường làng. Nhưng ông Kim lại chẳng ưng ý được chàng rể nào. Phần vì ông quá thương con gái, phần vì ông luôn thấy chẳng ai muốn đăng hộ đối với mình để mà gả Thư cho. Nhưng sự đời khó mà nói trước được điều gì. Năm Thư 20 tuổi, cô lại phải làm một chàng trai nghèo sơ nghèo rác làm thuê cho cha mình. Đó là Nghiêm, một anh nông dân nghèo mới đến làng Hạ được vài tháng. Gia cảnh của Nghiêm nghèo đến nỗi không có được một mảnh đất để cắm rủi. Cả gia đình phải ly tán khắp nơi kiếm sống. Bản thân anh thì trôi dạt đến làng Hạ, cất tạm một căn chòi để nhận việc canh ruộng cho người ta. Mảnh ruộng mà Nghiêm nhận canh chính là ruộng của nhà ông Kim. Sở dĩ có nghề như thế là bởi vì dạo đó ở làng Hạ rộ lên bọn gặt trộm. Hễ cứ đêm đến, bọn chúng canh ruộng nhà ai sơ hở, chẳng có người canh là vào gặt trộm đem lúa đi bán. Nghiêm làm ở đó được 2 tháng thì có biến cố xảy đến cho Thư. Lần đó Thư đi ăn cỗ ở làng thượng nên là về muộn. Vì muốn về nhà nhanh nên cô chọn con đường tắt vắng vẻ đi ngang qua mảnh ruộng mà Nghiêm đang canh. Tầm giờ đó cũng đã vào trạng vạng, trời thì tối, Thư thì lại đi có một mình. Trước giờ bản thân cô cứ đinh ninh rằng về đến làng Hạ
là về đến đất nhà mình rồi, nên chẳng có việc gì phải đề phòng. Thế là Thư cứ thong thả đi mà chẳng hay biết mình đã bị rơi vào tầm ngắm của bọn bất lương. Bọn chúng là tập hợp những tay vô công dỗi nghề, chuyên cướp giật kiếm ăn. Những vụ gặt trộm lúa cũng do một tay bọn này mà ra. Biết Thư là con nhà giàu, mới đi ăn cỗ về, trên người chắc chắn mang theo nhiều nữ trang, nên bọn chúng đã lập kế hoạch từ trước. Tên đầu sỏ cùng hai gã đàn em nữa bám theo cô từ làng thượng về đến tận đây. Bọn chúng chỉ đang chờ đến địa điểm vắng vẻ thì sẽ ra tay. Vừa hay đến đoạn ruộng này, vừa vắng vừa cách xa các nhà dân, lập tức bọn chúng quyết định tăng tốc và áp sát Thư. Đang đi, đột ngột lại bị ba gã lạ mặt chặn đường. Trong lòng Thư liền sinh ra dự cảm bất an. Các người là ai? Em gái đi đâu một mình vậy? Để bọn anh đưa về cho. Tên đầu sỏ nhìn Thư với ánh mắt thèm khát. Hắn nuốt được nước bọt, đưa tay lên định vuốt má Thư một cái, thì ngay lập tức cô đã phản xạ nhanh, gạt phắt tay hắn ra. Nếu có người làm bậy, tôi sẽ la lên đấy. La đi. Có la lớn lên thì chỗ này cũng không có ai để cứu mày đâu. Thư ráo rác nhìn xung quanh, trong cơn hoảng loạn mong tìm được một tia hy vọng. Nhưng xung quanh cô bây giờ chỉ toàn là đồng ruộng, chẳng có nhà dân nào để chạy vào cầu cứu. Tim đập loạn nhịp vì cơn sợ đang lấn át. Tay chân Thư run rẩy cả lên. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô gặp phải biến cố đáng sợ thế này. Thấy đã áp đảo được tinh thần con mồi, bọn cướp ngay lập tức ào lên. Đứa thì giữ tay Thư, đứa thì ngay lập tức gỡ sợi dây chuyền vàng cô đang đeo trên cổ. Nhưng đáng lo nhất là tên đầu sỏ. Nó cứ nhìn Thư chằm chằm. Cô đọc được trong ánh mắt nó, ngoài việc cướp thì nó còn nuôi một ý định đồi bại khác với cô. Hết cách rồi, một mình Thư chẳng thể nào chống cự được nổi với ba tên đàn ông lực lưỡng. Phải kêu cứu thôi, dù là giữa đồng không mông quạnh, chẳng có ai cũng mặc kệ. Chỉ còn trông chờ vào vận may lúc này. Thế là Thư lấy hết sức kêu to lên. Cứu, cứu tôi với. Chẳng có ai tới đâu, ngoan ngoãn đi cô em. Bọn chúng chưa kịp nói dứt câu thì từ phía ruộng bay lên vèo vèo những hòn đá to. Hòn nào hòn nấy đều nhắm thẳng vào đầu bọn chúng mà ném tới. Hoảng sợ, cả bọn đưa mắt nhìn về phía đá bay thì thấy một chàng trai chân đất, tay cầm lăm lăm cuốc đang chạy đến. Chính anh ta là người đã ném những hòn đá để giải vây cho Thư. Mày là ai? Khôn hồn thì cút, đừng có phá đám bọn này. Chẳng thèm đáp lại lấy một câu, chàng trai lập tức cầm cuốc nhào lên. Anh nhắm thẳng vào tên đầu sỏ mà bổ tới. Hai gã đàn em thấy đại ca của mình bị tấn công thì lập tức bỏ Thư mà chạy lại để hỗ trợ. Mặc kệ bọn chúng có đông đến đâu, sắc mặt chàng trai đó vẫn chẳng hề sợ hãi. Có cuốc trong tay, đứa nào lao vào là anh sẵn sàng tung đòn. Bọn cướp cũng chẳng kém cạnh gì, chúng vớ những đoạn cây ở bên đường mà quây lấy chàng trai vào giữa. Ba đứa chúng định ỉ đông mà cùng xông vào một lúc. Thư ở ngoài hết sức sợ hãi, cô cứ lo sức chàng trai kia không trụ nổi. Nhưng bất ngờ đã xảy ra, một mình chàng thanh niên ấy hạ đo ván ba tên cướp đường trong nháy mắt. Chỉ thấy bụi bốc lên mù mịt, chàng trai hết lăn xả bên này rồi lăn xả sang bên kia. Còn bọn cướp, đứa thì bị đá văng ra xa, đứa thì ôm đầu bỏ chạy. Đánh đuổi xong bọn cướp, chàng trai đến bên Thư, nhẹ nhàng đưa tay đỡ cô dậy. Khoảnh khắc tay anh chạm vào tay Thư, cô đã thấy trái tim mình bỗng trở nên rung động. Câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân giờ đây cô đã gặp ở ngoài đời thực. Chàng trai đó không ai khác, chính là Nghiêm. Mấy ngày sau, câu chuyện Nghiêm đánh cướp cứu Thư nhanh chóng lan đi khắp làng Hạ. Bọn cướp ruộng rào ấy nghe thấy sức mạnh của Nghiêm cũng sợ mà chẳng dám bén mảng đến nữa. Ông Kim thì mừng lắm, ông còn tổ chức một buổi tiệc lớn mừng con gái tai qua nạn khỏi. Trong buổi tiệc, ông đại diện gia đình cảm ơn Nghiêm và muốn hậu tạ anh ta một số tiền lớn. Nhưng tính Nghiêm chân chất thật thà, anh từ chối số tiền hậu tạ. Hành động ấy khiến Thư càng có cảm tình với anh hơn nữa. Ông Kim có ngờ đâu hôm đó Nghiêm không lấy tiền, nhưng đã vô tình lấy đi trái tim của con gái ông mất rồi. Thư si mê chàng thanh niên nghĩa hiệp ấy
đến quên ăn quên ngủ. Cả ngày cô cứ thơ thẩn kiếm việc để ra ruộng gặp Nghiêm. Còn về phần anh, nhan sắc mặn mà của cô cũng khiến cho anh ngày đêm mong nhớ. Nhưng biết mình là phận làm thuê, tiền chẳng có, sự nghiệp cũng không, sao có thể mơ mộng đến người quyền quý như Thư, nên là Nghiêm chẳng dám ngỏ lời. Thế là cả hai cứ ngày đêm ôm mối tương tư trong lòng về nhau. Một hôm ông Kim có việc đi vắng, Nghiêm vừa vặn lại đến để nhận lương, vì hôm nay đúng kỳ lương của anh. Nhà chỉ còn mỗi mình Thư, thế là họ cùng ngồi nói chuyện để đợi ông Kim về. Thư càng nói càng thấy Nghiêm hợp tính với mình, vốn cũng là người thích lãng mạn. Thư chẳng thích bị kiểm soát hay là trói buộc bởi các quy tắc trong nhà. Cô lại ưa đọc tiểu thuyết, rất thích mình có một chuyện tình nên thơ như các nhân vật trong đó. Và Nghiêm chính là chàng bạch mã hoàng tử mà cô mơ ước bấy lâu. Tình cảm của họ ngày càng tiến triển, Thư cảm thấy mình không thể sống nổi nếu thiếu đi Nghiêm. Vậy là một hôm, trong bữa cơm chiều, Thư ngỏ ý muốn lấy chồng với ông Kim. Ngạc nhiên vì từ trước đến giờ có rất nhiều mối đến xin được tìm hiểu, nhưng đều bị Thư từ chối. Ông Kim trố mắt nhìn con gái. Dạ, con nghĩ bố cũng biết người đó là anh Nghiêm canh ruộng cho nhà ta ấy ạ. Ông Kim dằn mạnh đôi đũa đang cầm trên tay xuống mặt bàn, sau khi nghe Thư nói tên chàng rể mà con gái đã chọn. Một cơn giận bốc lên trong lòng ông. Sao một gia đình giàu có và danh giá như nhà ông mà lại chấp nhận một chàng rể như thế được? Ông nhất quyết phản đối tới cùng. Đó là lần đầu tiên ông Kim từ chối một yêu cầu của con gái. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ Thư ngỏ ý gì mà ông không chiều theo. Nhưng lần này thì nhất quyết không được. Một cuộc chiến ngấm ngầm diễn ra giữa hai cha con kể từ ngày đó. Thư đóng chặt cửa phòng, không bước ra ngoài và cũng chẳng cho ai vào phòng mình. Ông Kim thì mặc kệ sự giận dỗi của con gái, ông thẳng tay gọi Nghiêm lên và đuổi anh ra khỏi làng. Đau đớn vì bị phát hiện và ngăn cấm chuyện tình cảm với Thư, Nghiêm quyết định quỳ trước cổng nhà ông Kim cho đến khi nào ông chịu gả con gái cho mình mới thôi. Nhưng ông Kim nhất quyết không đồng ý. Ông sai người khóa cổng, mặc kệ không cho Nghiêm vào. Nghiêm cứ quỳ ở đó suốt 2 ngày, khiến ai đi ngang nhìn vào cũng động lòng. Bọn gia nhân, người ở cho nhà ông Kim thấy vậy nên cứ ra vào mà bàn tán với nhau mãi. Những tiếng xì xào ấy lọt tận đến phòng Thư, xót xa vì người yêu của mình đang phải chịu khổ sở. Thư không cầm lòng nổi nữa, cô gom hết đồ đạc cùng nữ trang vào giỏ sách, rồi quyết định tối nay sẽ lén bỏ trốn cùng với Nghiêm. Chuông đồng hồ vừa điểm nửa đêm, Nghiêm run rẩy tái mặt đi vì sương lạnh rơi nhiều ngày. Nhưng anh vẫn không bỏ cuộc, chân Nghiêm đã mất đi cảm giác rồi. Bây giờ cô đứng dậy, anh cũng chẳng thể bước đi được nữa. Trong sự mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tinh thần đó, đột nhiên Nghiêm thấy một bóng người lẻn đến mở cổng. Cái bóng nhỏ thó, ôm một túi đồ, chốc chốc ngoái đầu nhìn lại vào trong như sợ có ai phát hiện. Cái bóng vội vã chạy đến bên Nghiêm. Anh Nghiêm, anh có sao không? Thư, là em sao? Sao em ra đây được? Đừng nói nhiều nữa, mình đi thôi anh. Thư vực Nghiêm dậy, ngay lập tức anh loạng choạng. Cả ngày quỳ dưới nắng chẳng có gì ăn, sức lực của Nghiêm đã bị suy giảm trầm trọng. Ngay cả câu nói của Thư, đầu óc của Nghiêm cũng chưa tập trung để mà tiếp nhận hết. Chẳng biết là sẽ đi đâu, nhưng cả hai đều ý thức được rằng mình phải rời khỏi đây ngay trước khi trời sáng. Vậy là một tay dìu Nghiêm, một tay xách giỏ đồ, Thư rời làng Hạ. Từ đó về sau, chẳng ai còn thấy cô và Nghiêm đâu nữa. Cả Thư và Nghiêm lang thang trôi dạt đến một vùng thôn quê còn nghèo để định cư. Ở đây dân cư khá vắng nên có thể tránh tai mắt của ông Kim tìm đến. Một tháng sau khi đến chỗ mới, họ kết hôn và thuê tạm một căn nhà nhỏ để sinh sống. Những năm đầu, đôi vợ chồng trẻ sống trong hạnh phúc. Thư sinh được một bé trai kháu khỉnh, đặt tên là Phú. Ban ngày thì Nghiêm đi làm công cho mấy hộ trong vùng, còn Thư ở nhà chăm con. Ai thuê mướn gì anh cũng làm, miễn sao là có tiền về nuôi vợ con.
Sau chừng vài năm, bé Phú lúc này cũng đã cứng cáp hơn, thì Thư lại thấy cuộc sống ở nhà buồn tẻ. Cô muốn ra ngoài chứ ngày nào cũng chăm chăm với một đứa trẻ và bốn bức vách thì có ngày phát điên. Vậy là Nghiêm vay mượn chỗ này chỗ kia để thuê một cái sạp ở chợ bày hàng trái cây cho vợ tập tành buôn bán. Kể từ ngày đó, Thư cứ suốt ngày ngoài chợ, việc trong nhà từ nội trợ đến con cái đều một tay Nghiêm tự lo lấy. Vậy mới thấy tuy cuộc sống nghèo khó, thiếu trước hụt sau, nhưng đổi lại Nghiêm là một người chồng tốt. Anh chưa từng lớn tiếng hay là làm Thư buồn. Mọi việc trong nhà, nhất nhất Nghiêm đều chiều theo ý vợ. Cả những việc nặng nhọc anh cũng chẳng để cô phải động tay. Sạp hàng trái cây của vợ cũng một tay anh lo. Mọi khâu từ lấy hàng đến giao hàng đều tự Nghiêm làm lấy. Việc của Thư chỉ là thu tiền và quản lý. Chẳng mấy chốc đã 5 năm trôi qua, bé Phú đã lớn chập chững vào lớp 1. Cũng trong thời gian đó, Thư mang thai đứa con thứ hai. Từ ngày mang thai và phải chịu cảnh túng thiếu, Thư dần đâm ra đổi tính đổi nết. Cuộc sống hôn nhân màu hồng với cô chỉ diễn ra trong vài năm đầu. Giờ đây, lắm lúc nghĩ lại, Thư lại hối hận về lựa chọn bỏ trốn ngày đó của mình. Nghiêm tuy là một người chồng tốt, nhưng anh chẳng cho Thư được một cuộc sống sung túc mà cô đã quen có từ nhỏ. Mới 25 tuổi, nhan sắc đang trong thời kỳ đỉnh cao, Thư chẳng an phận với cái làng quê tẻ nhạt này. Muốn có những món trang sức lấp lánh, muốn những bữa tiệc tùng xa hoa như hồi trước, nhưng bây giờ tiền chẳng đủ ăn nữa là mở tiệc. Mỗi lần nhớ về thời xưa, Thư chỉ còn biết thở dài nối tiếc. Chồng con Hồng nhà kế bên vừa mua cho nó cái vòng ngọc trai đeo ra chợ đấy, còn tôi thì đến một chỉ vàng anh cũng chẳng lo được. Trong bữa cơm, Thư hằn học nhìn Nghiêm. Anh cũng muốn lo cho vợ đầy đủ như người ta lắm chứ. Nhưng ngặt nỗi, tiền làm bao nhiêu, Thư cũng lấy để sửa soạn, mua sắm quần áo các kiểu cho mình. Số dư ra thì Nghiêm dành đó để lo cho con, nên đâu còn tiền để mà chi vào những khoản khác. Biết vậy nhưng Nghiêm cũng nhẹ nhàng trấn an vợ. Đợi anh làm có tiền, anh sẽ mua cho em. Đợi anh có tiền mua được cho tôi chiếc vòng cổ như vậy, thì đến lúc đó tôi già mất rồi. Đàn ông gì mà vô dụng hết sức. Nghiêm cúi gằm mặt trước câu nói của Thư. Anh biết giờ đây trong lòng vợ mình chỉ toàn mơ tưởng đến cuộc sống giàu sang. Ngay cả tình cảm lãng mạn ngày trước mà cô dành cho anh giờ cũng chẳng còn vẹn nguyên. Đời sống vợ chồng lâu dần nguội lạnh đi nhiều, nhưng anh chẳng dám trách Thư. Anh trách chính mình là thằng đàn ông vô dụng, chẳng thể lo được cho vợ như người ta. Vậy nên cứ mỗi lần Thư mắng chửi hay là trách cứ gì, Nghiêm cũng im lặng cúi đầu nhịn nhục. Mấy tháng sau, Thư sinh. Đúng như dự đoán, lần này là một bé gái. Nghiêm quyết định đặt con là Ngọc. Trái hẳn với vẻ vui mừng của Nghiêm, Thư cảm thấy khó chịu hơn khi cô về ở nhà chăm con như lúc trước sinh thằng Phú. Tình cảm đối với đứa con thứ hai của Thư cũng chẳng sâu đậm gì mấy. Đợi con bé vừa tròn một tuổi, cô giao nó cho thằng Phú giữ, rồi ngay lập tức ra chợ mở sạp bán lại. Đối với Thư, cuộc sống nhộn nhịp ngoài chợ giúp cô khuây khỏa hơn là cứ ở nhà đối mặt với hai đứa con nheo nhóc. Đôi lúc Thư cảm thấy chính mình cũng ghét hai đứa con nít đó. Chính bọn chúng làm cô vướng tay vướng chân, và vì chúng mà cô dần cảm thấy mình đang đánh mất đi tuổi xuân quý giá ở cái chốn làng quê nghèo khổ này. Từ ngày có thêm con, Nghiêm càng lao vào công việc mong cải thiện đời sống hơn nữa. Anh nhận thêm nhiều việc hơn. Có nhiều việc phải yêu cầu đi xa, anh cũng đồng ý để có đồng ra đồng vào trang trải cho gia đình. Anh chẳng ngại việc nặng hay việc nhẹ, miễn là người ta trả nhiều tiền. Vậy nên việc ở sạp trái cây của vợ, những khi anh đi vắng thì anh nhờ các bạn hàng kế bên phụ giúp. Trái với cuộc sống ngày một cực khổ thì nhan sắc của Thư ngày một mặn mà hơn trước. Cả một vùng chợ quê này chẳng mấy ai đọ được với cô. Các bà, các cô đi chợ mà cứ nhìn vào sạp hàng của Thư, ước ao giá như mình cũng đẹp được một phần như vậy. Ý thức được điều đó nên Thư càng chăm chút sửa soạn cho bản thân hơn nữa. Cô vung tiền không tiếc để sắm sửa quần áo, son phấn cho riêng mình. Còn về vấn đề con cái thì cô chẳng để tâm đến là mấy. Sáng sớm hôm đó,
Nghiêm được người ta thuê lên thành phố bốc hàng lên xe. Anh định ăn sáng ở nhà rồi sẽ bắt xe đi ngay, nên từ lúc trời còn tờ mờ, Nghiêm đã thức dậy sửa soạn nấu bữa sáng cho vợ con. Anh vừa vo gạo định nấu một nồi cháo thì nghe tiếng bước chân của Thư đi xuống bếp. Do thời tiết dạo này oi quá, Thư cũng chẳng ngủ nên định dậy rồi ra chợ luôn. Sao em không ngủ thêm đi? Trời oi quá tôi ngủ thế nào được. Phải chi anh cũng được như người ta, mua cho vợ con căn nhà rộng để thoáng gió, chứ tối ngày ở trong cái nhà này như là hang chuột thế này, tôi sao mà chịu nổi. Cả tháng nay không ngày nào là Thư không cần nhằn việc mua nhà rộng hơn cho mình. Nhưng sắp tới là thằng Phú vào lớp 1, con Ngọc thì cũng phải kiếm chỗ gửi, chứ Thư đời nào chịu mang nó theo ra chợ để mà trông. Thế nên bao nhiêu tiền hiện tại Nghiêm đều đang dành dụm gom góp mà lo cho các con. Thấy chồng cứ im lặng ngồi vo gạo, Thư giận cá chém thớt. Cô quay trở lên bực mình đánh thức các con. Thằng Phú đang ngủ bị gọi dậy, mặt mũi còn đang ngơ ngác, phải ôm gối đi xuống bếp theo mẹ. Còn con Ngọc thì bị bế sốc dậy, khóc toáng cả lên. Còn sớm, sao em gọi các con dậy làm gì thế? Con nhà nghèo thì tập chi cái thói ngủ nướng, dậy mà phụ ba mẹ đi. Biết là vợ đang giận mình mà lây sang các con, Nghiêm cũng nín nhịn xoa đầu an ủi thằng Phú. Anh nhẹ nhàng bảo con ẵm em lên phòng khách để tránh nhìn cảnh Thư đang bực bội. Cũng tội thằng bé, mới chừng đó tuổi đầu mà cứ bị giao việc trông em. Nhìn cái cách nó còn ngái ngủ mà phải đèo thêm con Ngọc đi lên phòng khách, Nghiêm thở dài chán chường. Sau này em có giận gì thì cũng đừng trút lên các con, tụi nó còn nhỏ. Nghiêm nói xong câu đó thì bỏ đi nấu bữa sáng tiếp. Anh đã quá mệt mỏi với thái độ của Thư nên chẳng muốn đôi co làm gì. Nhưng với Thư, câu nói ấy như là lời thách thức. Cô ta đùng đùng nổi giận, ném ngay cái ly uống nước vào tường rồi đi thẳng ra chợ, chẳng thèm nhìn lấy mặt hai đứa con đang ngơ ngác ngồi đó. Hằn học dọn hàng ra bán, Thư vẫn còn tức việc Nghiêm hôm nay dám phản ứng lại thái độ của mình. Từ trước đến nay, dù Thư có chửi bới quá đáng đến mấy, Nghiêm cũng im lặng chịu đựng. Vậy mà hôm nay anh đã dám lên tiếng nhắc nhở cô. Quá tức giận, Thư định tự mình khiêng cả một thùng táo chất lên kệ mà chẳng thèm chờ chồng ra phụ. Nhưng sức của cô từ trước đến giờ chẳng quen làm việc nặng. Thư vừa bê thùng táo lên thì đã thấy hoa mắt, loạng choạng suýt ngã. Cũng may là vừa lúc đó một bàn tay xuất hiện đỡ lấy cô. Thư ngạc nhiên ngước nhìn lên. Chủ nhân của đôi tay đó là một người đàn ông ăn mặc sang trọng, tóc chải chuốt sáng bóng, đang nở một nụ cười nhìn cô. Cô có sao không? À, tôi không sao, cảm ơn anh. Anh ta phụ Thư đặt thùng táo lên kệ, mắt vẫn không rời gương mặt cô. Mấy việc nặng nhọc này cô nên tìm người phụ giúp, sức phụ nữ như cô làm không nổi đâu. Thư im lặng quan sát anh ta. Nói như vậy thì chắc chắn anh ta không phải là người vùng này. Vì quanh đây ai mà chẳng biết công việc bưng bê khiêng vác này chủ yếu là do Nghiêm làm. Hôm nay chỉ vì giận chồng nên Thư mới tự khiêng lấy. Người đàn ông thấy Thư cứ nhìn mình không chớp, rồi lên tiếng tự giới thiệu. Anh ta bảo mình tên là Vũ, giám đốc một công ty xuất nhập khẩu nông sản trên thành phố. Hôm nay anh ta xuống chợ để tìm hiểu đầu mối nhập nông sản đem đi xuất khẩu. Đập vào mắt Thư là cái chức vụ giám đốc đó, nó làm cho cô choáng ngợp. Cô ngắm nghía thật kỹ Vũ. Người đàn ông đứng trước mặt Thư đây cũng chỉ khoảng hơn 30 tuổi một chút, ấy vậy mà người ta đã thành công như vậy, làm đến chức giám đốc. Nghĩ vậy nên Thư lập tức đem chồng mình ra so sánh. Cô thấy Nghiêm sao mà vừa vô dụng lại vừa chẳng phong độ được như người ta. Trong lúc Thư còn đang bận suy nghĩ về Nghiêm thì người đàn ông đã đi vòng vòng quanh sạp hàng của cô xem xét. Tuy chỉ là một sạp hàng trái cây nhỏ trong chợ, nhưng vì vốn cũng có mắt thẩm mỹ nên Thư bày trí nó trông mà bắt mắt. Người đàn ông đi tới đi lui và gật gù tán thưởng. Cách trưng bày của cô đẹp quá, rất đáng để tôi học hỏi. Thư ngớ người ra vì lời khen. Một giám đốc trên thành phố mà lại học hỏi cách trưng bày của cô sao? Lâu lắm rồi Thư mới sống lại cảm giác được người ta khen ngợi đề cao như thế.
Vậy nên, cơn bực mình với chồng lúc sáng nhanh chóng bị thay thế bởi một nụ cười duyên dáng. Nụ cười ấy làm người đàn ông kia bị hút mất hồn. Ở một cái sạp nhỏ trong khu chợ quê, anh ta không ngờ mình lại bắt gặp được một nhan sắc xinh đẹp đến vậy. Trong thoáng chốc, anh ta còn tưởng mình nằm mơ. Thế là từ dạo đó, người đàn ông kia cứ hay lui tới chỗ sạp nhỏ của Thư ở chợ. Ban đầu là mua hàng, sau dần là kiếm cớ làm quen. Sau lần gặp đầu tiên ấy, tuần nào anh ta cũng mua hàng mấy thùng táo của sạp nhà Thư chất lên xe. Sau dần thì lần nào cũng đến mua trái cây với số lượng lớn. Có hôm còn đưa dư tiền mà chẳng cần nhận lại tiền thừa. Không chỉ bị quyến rũ bởi lối sống phóng khoáng đó, Thư còn ấn tượng bởi cách ăn nói lịch thiệp của anh ta. Trước đây, dù được sống trong gia đình giàu có, nhưng Thư cũng chưa từng tiếp xúc với người thành phố bao giờ. Người đàn ông này xuất hiện và làm cho cô mê mẩn bởi cách nói chuyện văn vẻ và lịch sự đó. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Càng về sau, cả hai bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau. Số lần anh ta lui tới chỗ sạp hàng của Thư mỗi ngày một tăng lên, khiến cho bà con trong chợ không khỏi để ý. Chỉ tội cho một mình Nghiêm, anh cứ lặn lội đi tìm việc ở xa làng để mong kiếm được đồng lương khá hơn. Nhưng lúc về nhà thì tất bật chăm con nên cũng chẳng để ý được vợ. Chẳng thấy được rằng vợ mình đã thay đổi. Anh cũng thấy Thư gần đây sửa soạn hơn trước. Lúc nào trước khi ra chợ bán cũng trang điểm rồi ăn mặc thật đẹp. Nhưng Nghiêm cứ nghĩ tính vợ mình thích trưng diện từ trước đến giờ nên cũng không nghi ngờ. Cho đến một ngày, hôm đó Nghiêm đang cuốc đất thuê ở làng bên thì thấy thằng mẹo phóng xe lao ầm ầm đến tìm mình. Vừa gặp Nghiêm, nó phóng xuống chụp lấy tay anh kéo đi. Đi, chuyến này anh phải đi với tôi. Khoan đã, ta đang làm sao mà đi đâu được? Có chuyện gì vậy? Gấp lắm rồi, lên xe rồi tôi giải thích. Nó lôi Nghiêm lên xe rồi vít ga mà phóng đi như bạt mạng ở trên đường làng. Nghiêm ngồi đằng sau mà cứ bồn chồn, không hiểu có việc gì mà nó lại gấp gáp đến vậy. Nói cho anh nghe, có chuyện gì? Tôi chở anh về bắt đôi gian phu dâm phụ đó. Gian phu dâm phụ ư? Vợ anh dẫn trai vào sạp hàng của chị ta kìa. Nghiêm thấy mạch máu của mình dường như nổ tung. Đầu óc anh quay mòng mòng với hình ảnh vợ mình lại gian díu với một người đàn ông khác. Ngồi phía sau, Nghiêm bấu chặt tay mình vào yên xe của thằng mẹo để ráng giữ bình tĩnh. Xe dừng trước cổng chợ, Nghiêm bước xuống. Đường chợ nhỏ lại đông người nên buộc phải đi bộ vào. Thằng mẹo định vác theo khúc cây mà nó thủ sẵn trong người cùng đi với Nghiêm, nhưng anh bình tĩnh giơ tay ra hiệu không cần. Anh biết tính nó bộp chộp nên cho nó theo thế nào cũng thành to chuyện. Vậy nên Nghiêm bảo mẹo ở lại trong xe mà kệ sự phản đối của nó. Nhưng tính thằng mẹo thì ai ở chợ cũng biết, nó ngồi canh xe mà oang oang cái mồm lên. Chỉ riêng cái khoản ồn nào ấy của thằng mẹo cũng đủ để khắp chợ biết rằng đây là một vụ bắt ghen. Họ kéo nhau đi theo Nghiêm. Nghiêm đi sồng sộc vào thẳng chỗ sạp hàng của vợ. Anh thấy cửa đóng bất thường. Giờ này có bao giờ Thư đóng sạp hàng đâu. Mỗi khi cần đi đâu hay là ghé về nhà có việc, cô ta đều nhờ các hàng kế bên trông hộ. Máu nóng bốc lên, Nghiêm cầm vào tay nắm cửa định dùng hết sức đẩy mạnh vào thì đột ngột anh nghe có tiếng lách cách mở khóa từ bên trong. Thư bước ra với gương mặt ngái ngủ, ngạc nhiên nhìn Nghiêm. Sao giờ này anh chẳng đi làm, tới đây làm gì? Cơn giận vẫn đang sôi sục. Nghiêm không trả lời, anh gạt Thư qua một bên rồi sấn người bước vào trong lục soát. Cả chợ lúc này đều đang tập trung trước sạp hàng của Thư. Người thì chỉ trỏ, người thì xì xầm bàn tán xôn xao cả lên. Nghiêm như con thú hoang, anh ta điên cuồng đi hết các ngõ ngách của sạp hàng để tìm cho ra tin nhân tình của vợ. Nhưng chẳng có ai, xung quanh chỉ là những thùng trái cây, một cái nệm nhỏ và vài ba vật dụng của Thư. Không thể như vậy được, rõ ràng trên đường đi, thằng mẹo bảo nó thấy vợ Nghiêm đưa một người đàn ông sang trọng vào sạp hàng của mình rồi đóng cửa lại mà. Vậy người đàn ông đó đâu? Anh quậy đủ chưa? Tôi không ngờ anh là con người hồ đồ như vậy đấy. Anh đúng là làm tôi mất mặt mà. Thư quát vào mặt Nghiêm ngay giữa chợ khi thấy anh chẳng tìm được gì.
Nghiêm im lặng cúi đầu, anh chẳng thể nói gì được trong tình huống này. Được đà, Thư càng làm tới. Cô kéo Nghiêm ra đứng giữa cho mọi người nhìn thấy, rồi bắt đầu bao nhiêu lời lẽ cay nghiệt nhất được cô mắng xối xả về phía chồng mình. Trong phiên chợ ngày hôm đó, người ta thấy Nghiêm quá đáng thì ít, mà đổi lại thấy thương Nghiêm thì nhiều. Từ hôm đó trở đi, đời sống của vợ chồng Nghiêm luôn trong tình trạng căng thẳng. Thư liên tục đi sớm về muộn, mà Nghiêm thì cũng chẳng còn chút tiếng nói nào với vợ mình. Việc lần trước làm anh cảm thấy mình có lỗi với vợ. Anh cứ lặng lẽ chăm con, đi làm, rồi về nhà lại chăm con. Nghiêm cũng mặc kệ đi những lời đồn đại không hay về vợ mình. Anh không muốn mình lại nổi nóng lên rồi trở thành trò hề cho thiên hạ như lần trước. Từ lần bắt ghen hột đó, thằng Mẹo cứ thấy có lỗi với Nghiêm. Nhưng nó thể sống thể chết là chính mắt nó thấy có người đàn ông lạ mặt bước vào sạp hàng đó. Trong một buổi nhậu, Nghiêm cay đắng uống ực chén rượu vào miệng. Cho dù có người đàn ông ấy thì chắc gì vợ ta nó ngoại tình. Chứ anh tin chị ta hả? Chị ta mắng chồng như cơm bữa, con thì bỏ lăn bỏ lóc không chăm. Người như vậy không có khả năng ngoại tình thì còn ai vào đây? Cuộc rượu mau chóng tàn, rồi ai về nhà đấy. Nhưng Nghiêm thì không say được, mặc dù đã cố uống nhiều hơn mọi ngày. Cái ý nghĩ về việc vợ mình không chung thủy vẫn luôn ám ảnh anh, vì những lời thằng Mẹo nói không phải là không có lý. Nghiêm về đến trước cửa, anh gọi to mấy lần nhưng chẳng thấy Thư đâu. Mãi một lát sau, thằng Phú mới từ trong nhà dụi mắt chạy ra. Nghiêm ngạc nhiên hỏi nó, mẹ đâu mà lại chạy ra mở cửa. Thằng bé hồn nhiên bảo mẹ không muốn bước ra, tối rồi ngoài trời lạnh nên sai nó ra mở cửa. Nghiêm siết chặt tay, lòng anh thắt lại. Anh cúi xuống nhấc thằng Phú lên rồi bế con vào nhà. Thư vẫn nằm yên đắp chăn ngủ, chẳng quan tâm gì đến cha con anh. Lòng Nghiêm dâng lên một nỗi chán chường khó tả. Kể từ hôm đó, Nghiêm chuyển hẳn ra phòng khách mà ngủ riêng. Một tháng sau, nhân một buổi vắng chợ, Vũ lại tìm đến chỗ sạp trái cây. Vừa thấy bóng dáng người tình, Thư đã nháy mắt ra hiệu. Hiểu ý, Vũ vội nói lớn mấy câu, chủ yếu là để bên ngoài nghe thấy. À, bà chủ, cân cho tôi vài ký táo đi. Quý khách cứ vào mà lựa rồi tôi cân cho. Thế là lấy cớ buôn bán, Vũ cứ thế mà đi sâu vào trong sạp hàng. Được một lúc thấy vắng người qua lại, Thư liền dọn hàng vào rồi đóng cửa lại giả vờ tựa như là mình đi nghỉ trưa. Cửa sạp vừa đóng, Thư liền ngã ngay vào lòng Vũ mà nũng nịu. Nằm trong vòng tay người yêu, cô ta cứ tấm tắc khen mãi lần tẩu thoát cách đây một tháng của anh ta thật ngoạn mục. Hóa ra lần đó Vũ có đến sạp hàng của Thư để mà vụng trộm thật. Nhưng giữa chừng thì thằng Mẹo đến mua hàng, nó thấy bóng Vũ bước vào rồi, Thư ngay lập tức dọn hàng nên vội rình mò gần đó. Sau khi thấy một lúc lâu mà Vũ không trở ra, nó vội nổ xe phóng đi tìm Nghiêm. Nhưng Vũ vốn luôn là một tên cáo già, lần nào đến với Thư hắn cũng để cho tên tài xế đi vòng vòng canh gác bên ngoài, có động tĩnh là báo ngay. Vậy nên trong lúc thằng Mẹo còn đang chạy xe đi báo tin thì ở đây Vũ đã nhận được tin từ tài xế, vội vàng mặc quần áo rồi dặn Thư cứ đóng cửa sạp đừng mở. Đóng như vậy thì chồng em về càng nghi thì sao? Cứ để nó điên lên tìm kiếm, nó mà không tìm ra thì em càng có cơ hội lên mặt với nó. Tin anh đi. Nói xong, Vũ chuồn lẹ về thành phố. Ở đây Thư quả thực cứ đóng sạp không mở để gài bẫy Nghiêm theo ý hắn. Vậy nên mới có chuyện Nghiêm bắt ghen hột mà trở thành trò cười cho cả chợ. Sau lần đó, mãi đến một tháng sau, tức là hôm nay, Vũ mới trở lại chỗ chợ này để gặp Thư. Do vậy nên vừa gặp nhau lần này, họ đã ngay lập tức quấn lên nhau không rời. Trong khi đó thì Nghiêm phải nằm băng bó ở phòng khám, bởi trong lúc bắt cá, anh bị một miếng kính vỡ, ai vứt bừa xuống sông, cắt trúng vào chân. Linh, bác sĩ ở phòng khám, đang là người trực tiếp băng bó cho Nghiêm. Vết đứt khá sâu nên bị mất nhiều máu, anh cẩn thận coi chừng sẽ nhiễm trùng đấy. Cảm ơn cô. Có gì đâu, nhiệm vụ của tôi mà. Linh cười khi thấy Nghiêm giờ đã tươi tỉnh trở lại. Ban nãy người ta khiêng anh vào trong trạng thái mất nhiều máu, mặt Nghiêm cứ tái xanh hết cả đi.
Linh gặp Nghiêm đã vài ba lần rồi. Lần thì anh tới phụ cất lại mái tôn cho phòng khám chỗ cô làm. Lần thì anh chở giúp một bệnh nhân tới cho cô khám. Lúc nào Nghiêm cũng lầm lì, làm nhiều hơn là nói. Nhưng khác với vẻ ngoài, Linh biết anh là người tốt. Bởi có lần cô thấy Nghiêm không ngần ngại mà lao xuống dòng nước chảy xiết để cứu một đứa học trò chẳng may trượt chân ngã xuống. Cứu được con bé lên, người nhà nó chẳng biết ơn, thậm chí còn dọa đánh Nghiêm vì nghĩ chính anh đã xô con họ xuống. Nhưng Nghiêm cũng lẳng lặng bỏ đi chẳng nói gì. Ở Nghiêm cứ có cái gì đó nhịn nhục chịu đựng. Nghiêm đang nằm thì thằng Mẹo dẫn bé Phúc bước vào. Thằng bé lập tức chạy đến ôm lấy tay Nghiêm đang nằm trên giường bệnh. Ba ơi, ba có sao không? Giọng nói trẻ con trong trẻo mà ngây thơ của nó làm Linh phải quay sang nhìn. Nghiêm xoa đầu con trai một cái rồi trấn an nó là mình không sao. Đáng lẽ chiều nay anh sẽ đi đón nó, vậy mà phải nằm đây nên là nhờ Mẹo. Chuyện Nghiêm gặp tai nạn anh cũng chưa gọi để báo cho Thư biết. Anh không gọi bảo vợ một tiếng để chị ấy vào thăm anh? Linh lên tiếng khi thấy Nghiêm cứ chần chừ, không biết là có nên gọi hay không. Cuối cùng dù miễn cưỡng, anh cũng cầm máy lên ấn số của Thư. Nhưng cả ba lần gọi đều chẳng có ai nhấc máy. Lần gọi cuối cùng, Nghiêm còn bị ngắt máy ngang. Anh cất điện thoại vào túi mà gương mặt sượng ngắt. Thằng Phú ngây thơ lay lay ba nó mà hỏi: Mẹ nói sao hả ba? Mẹ có vào với ba con mình không? Mẹ bận việc ở chợ nên chắc là không vào đâu con à. Ba ở đây một mình là được rồi. Thằng Phú bĩu môi tỏ ý không hài lòng. Cả Mẹ và Linh cũng đưa mắt nhìn nhau. Từ việc lần trước, cả làng trên xóm dưới ai cũng biết việc gia đình nhà Nghiêm cơm không lành, canh không ngọt. Nhưng hôm nay Linh mới tận mắt chứng kiến. Trong lòng cô thầm cảm thấy tội nghiệp cho người đàn ông này. Một mình bươn chải kiếm tiền, nhưng khi gặp nạn thì vợ biệt tâm, chẳng thấy mặt để vào chăm sóc. Linh lại nghĩ đến hoàn cảnh mình. Cô thì cũng chẳng khác gì, chỉ là chồng cô không bỏ mặc vợ như là Thư bỏ mặc Nghiêm. Chồng Linh chỉ là bỏ hai mẹ con cô đi sang một thế giới khác mà thôi. Quá chồng khi con vừa mới được một tuổi, kể từ đó Linh ở vậy mà nuôi con. Cô mở một phòng khám nhỏ ở xã để vừa gần con, vừa giúp được người dân vùng này chăm sóc sức khỏe. Phòng khám thì nhỏ thôi, dân trong vùng phần lớn lại là người lao động, nên lắm lúc Linh khám bệnh mà chẳng lấy tiền. Gặp trường hợp nào khó khăn quá, cô còn tặng lại tiền và thuốc miễn phí, nên trong vùng mọi người quý Linh lắm. Đang nghĩ vẩn vơ như vậy thì đột ngột tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến cho Linh giật mình. Alo, Nghiêm nghe đây. Sao? Bé Ngọc bị sốt hả? Nghiêm đang nằm trên giường, nhưng vừa nghe nhắc đến bé Ngọc, anh vội bật dậy. Nhanh như cắt, Nghiêm giữ chặt lấy điện thoại. Cô giáo gọi báo bé Ngọc bị sốt cho mẹ bé, nhưng chẳng thấy ai bắt máy. Cô đã cho bé uống thuốc nhưng mãi cũng không giảm, nên là phải gọi báo cho người nhà đến đón bé. Vừa nghe xong, chân đau là vậy, Nghiêm vội vàng phóng ngay xuống giường, bước tập tễnh đến bên chỗ Mẹo. Cho anh mượn xe. Nhưng mà chân anh... Nhanh! Nhìn ánh mắt đầy lửa vì lo lắng của Nghiêm, đến cả một thằng quen sống bạt mạng như Mẹo cũng phải kiêng sợ. Nó vội vàng đưa chìa khóa xe cho Nghiêm. Chẳng nói chẳng rằng, Nghiêm lao vội ra phía cửa, nhưng Linh đứng chắn ngang chặn anh lại. Nghiêm nắm chặt tay, nén đau, máu đã bắt đầu rỉ qua lớp băng gạc. Đứng nhiều làm Nghiêm chóng mặt, nhưng giờ đây anh không thể bỏ mặc đứa con gái bé nhỏ của mình được. Nghiêm cứ tưởng Linh cản trở anh, nhưng không, cô xuất hiện ở đó với túi cứu thương trên tay. Tôi là bác sĩ, anh đưa tôi theo. Chiếc xe phóng vù vù rồi dừng trước một trường mầm non nhỏ. Linh lao xuống đầu tiên, rồi Nghiêm tập tễnh theo sau. Anh lao vào chỗ bé Ngọc đang nằm, ra sức lay gọi con. Nhưng bé Ngọc cứ nằm im li bì ở đó, người thì sốt cao hầm hập. Linh vội gạt Nghiêm ra để đến bên đo huyết áp và nhiệt độ cho bé Ngọc. Chỗ vết thương ở chân của Nghiêm giờ đây chảy máu nhiều, đến nỗi mỗi bước đi của anh đều để lại vệt máu trên sàn. Nhưng chẳng còn hơi sức đâu để mà quan tâm nữa. Giờ đây tâm trí của anh đổ dồn hết vào sinh mạng của đứa con gái bé bỏng.
Anh liên tục dùng điện thoại mình, rồi mượn điện thoại của cô giáo để gọi cho Thư, nhưng cũng không được. Mọi thứ dồn nén ở người đàn ông này tưởng chừng như làm anh phát điên khi Linh thông báo bé Ngọc có dấu hiệu sốt xuất huyết, cần phải nhập viện theo dõi ngay. Nghiêm cố dò hỏi nguyên do của cơn sốt thì Linh chỉ phỏng đoán là do bé bị muỗi đốt. Nghiêm sững sờ vì anh biết căn bệnh đó rất nguy hiểm đối với trẻ nhỏ. Cô giáo đứng bên cạnh nãy giờ lo lắng, giờ nghe thấy nguyên nhân phỏng đoán của Linh thì một mực khẳng định cô luôn trông các bé khỏi côn trùng nên không thể có vết muỗi cắn được. Bán tính bán nghi, nhưng cứ ở đây thì cũng chẳng giải quyết được điều gì. Nghiêm đành đưa con lên bệnh viện. Thế là anh lái xe, còn Linh tay sẵn ấm theo bé Ngọc ngồi sau, cùng chạy lên chỗ viện lớn ở thị trấn. Ở đó người ta xét nghiệm và báo đúng là con bé bị sốt xuất huyết. Nghiêm vò đầu bứt tai đau xót khi nhìn bác sĩ lấy từng đợt máu của con mang đi xét nghiệm. Thằng Mẹo lúc này cũng đã đưa bé Phú lên với em gái của nó. Tội nghiệp thằng bé, cứ thút thít lo em gái nó bị làm sao. Nhưng điều làm Nghiêm khó chịu nhất là mãi mà vẫn không nhận được tin gì của Thư. Cô ta cứ im lìm như chẳng liên quan gì đến gia đình này. Lúc nãy trên đường đi, em có nhờ người vào chợ nhắn chị ấy lên bệnh viện rồi, Mẹo nói để cho Nghiêm yên tâm. Nhưng vào thời khắc này, chẳng thứ gì có thể làm trái tim người cha yên tâm hơn là sức khỏe của đứa con gái. Mãi đến mấy tiếng sau, Thư mới xuất hiện ở bệnh viện. Cô ta ung dung đi vào gặp Nghiêm mà chẳng có chút gì lo lắng hiện trên gương mặt. Anh hỏi cô ta tại sao gọi mãi mà chẳng liên lạc được. Thư bình thản trả lời rằng do máy cô để quên ở nhà. Thằng Mẹo vừa nghe đã bĩu môi, đưa mắt ra hiệu cho Linh rằng nó chẳng tin. Sau vụ lần trước, nó đã ngầm khẳng định trong lòng Thư là một kẻ dối trá. Nhưng sợ Nghiêm buồn nên thằng Mẹo chẳng dám nói với nó, cũng chẳng dám làm ẩu mà xui anh đi bắt ghen nữa. Với Mẹo, Nghiêm chính là ân nhân cứu mạng nó ra khỏi mấy sòng bạc khi nó cố vào đó kiếm chút đỉnh. Thế nên nó quý và thương Nghiêm như là anh trai ruột vậy. Càng thương Nghiêm bao nhiêu thì nó càng ghét Thư bấy nhiêu, bởi nó thấy mọi đau khổ của Nghiêm toàn do một tay vợ gây ra. Giữa lúc không khí căng thẳng bao trùm thì Nghiêm đột ngột ngất đi. Vết thương ở chân mất máu nhiều do đi lại. Nghiêm đã cố chịu đựng, nhưng giờ có vẻ anh cũng kiệt sức rồi. Mẹo và Linh ngay lập tức lao vào đỡ lên Nghiêm. Thư ngồi đó cũng hoảng hốt, nhưng cô cứ ngồi yên như là tượng đá, đưa mắt nhìn chồng. Một lát sau Nghiêm tỉnh dậy. Người ta đã đặt anh nằm trên một giường bệnh, vết thương ở chân đã khâu lại. Nghiêm đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng không khí khi anh tỉnh dậy thật là ủ rột. Linh và Mẹo mặt mày căng thẳng, còn Thư thì cứ ngồi đó, lâu lâu quát thằng Phú đừng khóc nữa làm cô nhức đầu. Bác sĩ bảo bé Ngọc bị thiếu máu, cần phải truyền máu gấp, nhưng mà nhóm máu của bé hiện tại đang hết. Linh đưa mắt hướng về phía chân của Nghiêm ái ngại, nhưng với bản năng của người làm cha, Nghiêm chẳng quan tâm đến điều đó. Anh gào lên và đòi người ta đưa mình đi hiến máu cho con. Mẹo phải giữ chặt anh trên giường và nói rằng Nghiêm mất máu quá nhiều nên không thể hiến được nữa. Còn bé Phú thì còn quá nhỏ. Nghiêm nằm đó cắn môi suy nghĩ. Chợt anh liền nhớ ra Thư thuộc nhóm máu O, đó là nhóm máu chuyên cho nên có thể hiến cho các nhóm máu còn lại. Lập tức Nghiêm ngước lên nhìn Thư, nhưng cô ta tránh ánh mắt của anh. Tôi biết anh nghĩ gì, nhưng từ nhỏ tôi đã sợ kim tiêm lắm, tôi không hiến đâu. Máu nóng dồn lên làm cho hai tay của Nghiêm lùng bùng. Cô ta là một người mẹ mà dám từ chối cứu mạng con gái mình sao? Chưa bao giờ Nghiêm thấy mình nổi nóng như thế với Thư. Anh phóng lại chỗ cô, nắm chặt hai vai cô trong đôi tay của mình mà gào lên như điên như dại. Cô phải cứu con, cô là mẹ, cô phải cứu con mình. Thư bị bất ngờ trước phản ứng mạnh đó của Nghiêm. Chưa bao giờ cô thấy anh trong trạng thái như vậy. Từ đó đến giờ Nghiêm chưa từng lớn tiếng với cô, chứ đừng nói đến là động tay động chân. Nhưng tính tình Thư từ trước đến nay chưa từng biết nhường nhịn ai. Cô đứng hẳn dậy, gạt tay Nghiêm ra khỏi người mình và kiên quyết bảo không. Bất lực và giận dữ,
Nghiêm giữ tay không cho Thư đi đâu nếu cô không chịu cứu con. Nhưng Nghiêm đã bị mất máu nhiều nên sức yếu đi, thêm chân đang bị thương nên đứng lâu không thể trụ nổi. Thế là thừa cơ chồng mình loạng choạng, Thư vùng tay bỏ chạy ra khỏi bệnh viện, bỏ lại Nghiêm ở đó cùng tiếng kêu thống khổ của anh. Nghiêm ngã gục xuống đất, bị người vợ mình hết mực yêu thương bỏ rơi trong thời khắc này. Anh không còn suy nghĩ được gì nữa. Đứng bên cạnh Nghiêm, Mẹo nắm chặt tay mình, nhìn theo hướng Thư vừa chạy đi. Nếu không để mặt Nghiêm, Mẹo chắc chắn đã lao vào tát cho Thư mấy cái. Loại đàn bà gì mà đến con mình cũng không biết sót. Nhưng trong lúc cả Nghiêm và Mẹo còn chìm đắm trong cú sốc do Thư bỏ lại, thì Linh đã nhanh chóng đến để liên hệ với bác sĩ. Sau khi quay lại, cô thông báo chính mình sẽ là người tình nguyện hiến máu cho bé Ngọc. Nãy giờ cô đã hỏi bác sĩ kỹ lưỡng về nhóm máu của mình và bé. Cô cũng là nhóm máu O và chỉ cần làm vài xét nghiệm, nếu tương thích thì có thể thực hiện hiến máu cho bé Ngọc được. Nghiêm nghe được tin đó thì mừng hơn là bắt được vàng. Thằng Mẹo đưa anh đến bên Linh, ngay lập tức anh quỳ phục xuống mà lại cảm ơn cô. Linh vội vàng đỡ Nghiêm lên. Cô nói đó là lương tâm của cô. Cô cũng là bác sĩ. Nếu thấy mình có khả năng cứu mà không cứu, đó chẳng khác gì là giết người. Nói rồi Linh đi làm những xét nghiệm cho việc hiến máu. Cả đêm đó, Nghiêm cứ thấp thỏm như ngồi trên đống lửa. Anh đi lại không yên trước cửa phòng bệnh của bé Ngọc. Bác sĩ không cho anh vào. Linh thì sau khi xét nghiệm đã được đồng ý cho hiến máu. Thằng Phú mệt mỏi ngủ gật trong vòng tay ba. Ngoài trời, cơn mưa đêm đổ xuống hòa cùng tiếng ếch nhái càng khiến cho tâm trạng của Nghiêm thêm não nề. Thư vẫn không xuất hiện sau đó. Sáng hôm sau, bác sĩ thông báo tình hình bé Ngọc đã khả quan hơn, nhưng vẫn cần phải tiếp tục theo dõi. Nghiêm giờ đây mới chút được gánh nặng từ tối qua. Linh cũng xin phép được về để đưa con đi học. Cô đã đi suốt đêm qua. Nghiêm cứ liên tục gật đầu cảm ơn Linh rối rít, nhưng cô chỉ cười đáp lại. Nghiêm tự nhủ với lòng rằng từ đây về sau, Linh chính là ân nhân của anh và các con. Sau này dù bất cứ chuyện gì cô cần đến, anh đều sẽ không tiếc công báo đáp. Lại nói về Thư, tối hôm đó sau khi bỏ đi khỏi bệnh viện, cô ta trở về nhà. Nhưng căn nhà vốn đã ọp ẹp, giờ lại có mình cô ta nên càng trở nên vắng lặng. Phần vì sợ, phần vì tức thái độ của Nghiêm, Thư không ngủ được. Thao thức một lúc thì cô lấy điện thoại gọi cho Vũ. Thế là tờ mờ sáng, người ta thấy một chiếc ô tô đến đón Thư đi, đến tận hôm sau mới về. Ở trong xe với Vũ, Thư uất ức kể chuyện rằng Nghiêm đã định bạo hành mình ngay trong bệnh viện. Nghe đến đó, Vũ hùng hổ lên bảo Thư cứ bỏ đi theo mình. Chẳng việc gì phải tiếp tục sống với một tên chồng vừa nghèo hèn vừa vũ phu như vậy nữa. Thoạt đầu nghe tiếng bảo bỏ chồng đi với Vũ, Thư cũng giật mình. Nhưng ngẫm lại, cô thấy mình chán cái cảnh nghèo túng nheo nhóc này lắm rồi. Các con thì cứ để lại cho Nghiêm. Thư cũng chẳng có tình cảm đặc biệt với đứa nào để có thể mang chúng theo vào cuộc sống mới của cô. Nhưng anh hứa là sẽ lo cho cuộc sống của em đấy nhé. Thư nũng nịu quay sang ngả đầu vào vai Vũ. Điều cô lo lắng duy nhất có lẽ chỉ là không biết mình sẽ sống ra sao, sẽ trở thành người thành phố như thế nào mà thôi. Để dỗ dành người đẹp, Vũ choàng tay sang ôm lấy cô mà hứa hẹn đủ thứ. Nào là anh ta sẽ cưới cô, sẽ để cô làm bà chủ của công ty mình, sẽ đưa cô đi hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài. Thư bị mờ mắt bởi cuộc sống giàu sang ấy, nên ngay đêm đó cô đã quyết định mình sẽ bỏ đi cùng Vũ mà không chần chừ. Nhưng ngặt nỗi, Thư cần quay về nhà để lấy theo nữ trang, vàng bạc mà cô đã mua sắm trong chừng ấy năm sống với Nghiêm. Biết là đi theo Vũ, cuộc sống sẽ giàu có hơn, nhưng Thư muốn mình cũng phải có ít tiền vàng mang theo bên người để chắc ăn. Nghĩ vậy nên cô cứ nằng nặc đòi Vũ phải trở về nhà lấy đồ cho bằng được. Vậy là theo kế hoạch, Thư sẽ trở về nhà gom nữ trang vàng bạc, rồi sau đó ra đầu làng. Xe của Vũ đã chờ ở đó để chở cô lên thành phố. Thư cũng tính toán trong đầu rằng ngày mai Nghiêm cũng sẽ ở trong bệnh viện lo cho bé Ngọc, nên chẳng thể về nhà để phát hiện ra cô. Thằng Phú thì đi học,
kế hoạch được tính toán mọi thứ sao cho hoàn hảo nhất. Trưa ngày hôm sau, canh vào khoảng thời gian mọi người đều đang nghỉ trưa, Thư lèn về nhà lấy đồ. Cô cứ đinh đinh rằng chẳng có ai ở nhà giờ này, nên cứ thong thả vào phòng gom hết số nữ trang cùng tiền mặt có được cho vào giỏ sách. Khi ra đến phòng khách, Thư chần chừ suy nghĩ. Nghĩ đi nghĩ lại, cô đành miễn cưỡng viết một tờ giấy để lại cho Nghiêm, coi như chút tình nghĩa cuối cùng. Trong tờ giấy, Thư vẻn vẹn viết có mấy chữ: em phải đi tìm cuộc sống mới, xin lỗi anh và hai con, đừng tìm em. Viết xong, cô ta đặt tờ giấy ở dưới ấm trà, rồi định cứ thế đi thẳng ra đầu làng chỗ xe của Vũ đang đợi. Nào ngờ đâu, sáng hôm đó, Nghiêm bảo mẹ đưa bé Phú về để cho thằng bé nghỉ ngơi. Nãy giờ, nghe tiếng lục lọi, biết rằng mẹ đã về, nên thằng bé chạy ra, thì thấy Thư đang cầm giỏ sách. Linh cảm của một đứa trẻ, nó òa lên khóc rồi níu lấy Thư. Mẹ đi đâu thế? Đừng bỏ con mà mẹ! Tiếng gào khóc của nó ngày một to lên, làm Thư sợ đánh động hai bên hàng xóm. Cô có ngờ đâu rằng nhỏ hôm nay lại ở nhà để mà vướng bận thế này. Thế là một tay gạt nó ra, một tay Thư lấy điện thoại gọi cho Vũ lái xe vào tận nhà đón. Với cái đà này, cô chẳng thể ra đến đầu làng như là đã hẹn được. Vừa tắt máy với Vũ, Thư lập tức đổi chiến thuật chuyển sang dỗ ngọt thằng bé. Cô nhẹ nhàng bảo với nó rằng mẹ chỉ đi công việc vài ngày thôi, bé Phú ngoan thì mẹ mới mua quà bánh về. Trí óc non nớt của một đứa trẻ lên 6 thì đâu hiểu được thật giả. Nghe mẹ hứa hẹn mua quà bánh như vậy, nó dần dần nín khóc. Nhưng ngặt một nỗi, thằng bé vẫn còn sợ. Nó cứ ôm chặt lấy chân Thư, không chịu buông. Tiếng còi ô tô vang lên ngoài cổng, Vũ đã tới. Không nhiều thời gian nữa, cứ chần chừ như vậy, lỡ mà Nghiêm về tới kịp thì đừng hòng mà Thư có thể đi đâu được. Vậy nên cô vội vàng dỗ ngọt để Phú buông chân mình ra. Thư vừa hướng ra cổng nhìn ráo rác, nhưng Phú không chịu. Thằng bé vẫn bám chặt lấy Thư, gấp gáp và sốt ruột. Thư đành mạnh tay hất nó ra để mà chạy thoát. Thằng bé bị ngã ra nền đất đau quá khóc ré lên. Thư cũng có đôi chút chạnh lòng vì mình mạnh tay với con. Nhưng ngoài kia tiếng còi ô tô thúc giục của Vũ như át đi tất cả. Vậy là chẳng thèm quay lại, cô ta cứ cắm đầu chạy ra cửa và leo lên xe. Lần này thì thằng Phú biết mẹ bỏ mình thật rồi. Nó vừa khóc vừa chạy ra cổng. Chạy nhanh lên anh! Vũ vội vàng nổ máy rồi lao đi. Thằng Phú vẫn còn chạy theo một đoạn cho đến khi nó không đuổi kịp nữa mà ngồi phịch xuống bên đường. Vừa chạy, nó vừa khóc, vừa kêu mẹ thảm thiết, nhưng chẳng có phép màu nào xảy ra. Chiếc xe mang theo người mẹ của nó khuất xa ra khỏi cổng làng. Mẹo vừa lúc đi công việc về ngang qua đó, nó sững người khi thấy thằng Phú ngồi khóc giữa đường. Mẹo vội vàng chạy tới dỗ thằng bé. Lúc sáng, nó đưa Phú về đến cổng rồi lại trở vào bệnh viện lo cho Nghiêm. Nhưng nó chắc chắn đã dặn Phú khóa cổng ở trong nhà ngoan ngoãn. Sao giờ thằng bé lại ngồi ở đây? Vừa dẫn tay thằng bé về nhà, thằng mẹo vừa nghe nó kể thút thít. Nhưng tiếng khóc thì nhiều, mà lời nói nghe được thì ít. Rốt cục, khi về đến cổng nhà, nó vẫn chẳng hiểu đầu đuôi gì, chỉ nghe vài tiếng nức nở của thằng Phú liên quan đến mẹ. Mẹo đoán là thằng bé bị mẹ đánh nên mới khóc tức tưởi như thế. Nhưng khi vào đến nhà, thấy mảnh giấy Thư để lại trên bàn, mẹo mới vỡ lẽ ra. Nó phóng như bay vào bệnh viện để báo tin cho Nghiêm. Chuỗi ngày sau đó có thể xem là những ngày đen tối nhất trong cuộc đời của Nghiêm. Nhận được bức thư từ tay mẹo cùng gương mặt nức nở của thằng Phú, Nghiêm như sụp đổ hoàn toàn. Anh phải nhờ mẹo trông coi hai đứa bé giúp, để chạy ra đâu đó mà ngồi khóc nức nở. Ai bảo đàn ông không biết khóc? Vào lúc đau đớn nhất của cuộc đời, người mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ rơi nước mắt. Nghiêm trở về nhà, đập phá điên cuồng mọi thứ. Sự phản bội này sao mà đau đớn vậy? Người vợ mà anh yêu thương hết mực, người vợ cùng anh bỏ trốn ngày nào, giờ lại bỏ trốn lần nữa, nhưng mà là theo một người đàn ông khác. Nhưng sao cô ta lại chọn vào lúc này? Bỏ đi ngay chính giữa lúc con thì nhập viện, chồng thì bị tai nạn. Những ngày sau đó,
Nghiêm dường như trở thành một người khác. Bé Ngọc dưới sự chăm sóc của Linh và Mẹo đã dần hồi phục và được về nhà. Từ ngày tiếp xúc với gia đình Nghiêm trong bệnh viện, chẳng hiểu sao Linh cứ đâm ra mến rồi quấn quýt với họ. Cô cũng dẫn thằng Bình, con trai mình, đến thăm hỏi họ. Thằng Bình thấy thằng Phú cùng tuổi với mình thì thích lắm. Bọn nó nhanh chóng đánh bạn với nhau vui vẻ. Hai đứa lại học cùng một trường, nên đôi khi Linh cũng sẵn tiện qua đón thằng Phú đi học cùng. Tất cả đều dần ổn định trở lại, trừ Nghiêm. Sau ngày vợ bỏ đi, Nghiêm dần trở thành một người khác. Anh lầm lì, ít nói, suốt ngày chỉ uống rượu cho say rồi vật ra ngủ. Công việc làm ăn cũng chẳng còn ai muốn đến thuê. Mà có thuê anh ta thì đến buổi Nghiêm cũng lo uống rượu mà chẳng làm. Vì vậy nên cuộc sống trước đây đã khó khăn, giờ lại còn túng thiếu hơn nữa. Nhưng tiền nhà thì mỗi tháng vẫn phải đóng. Hôm đó Linh chở Bình đi học, sẵn tiện ghé sang đón thằng Phú đi cùng. Nhưng vừa đến cổng, Linh đã thấy người ta đứng réo ầm tên Nghiêm lên mà chửi bới. Vội dừng xe, hai mẹ con Linh và Bình nhìn nhau ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì. Linh vội hỏi một người hiếu kỳ đang đứng gần đó xem có chuyện gì mà họ lớn tiếng trước nhà Nghiêm. Nó thiếu tiền nhà đến nửa năm rồi, thằng đấy từ ngày vợ bỏ đi thì bê tha quá, chắc là vài bữa họ lấy nhà thôi. Linh ngước lên nhìn vào phía trong ngôi nhà mà lòng dạ không yên. Không biết bên trong cánh cổng ấy Nghiêm và bọn trẻ thế nào. Đưa Bình đến trường xong, không quay về phòng khám ngay mà Linh rẽ vào lối nhà Nghiêm. Đám đông đòi nợ giờ đã giải tán, căn nhà trở về vẻ yên tĩnh bình thường. Linh gọi cửa nhưng mãi chẳng thấy ai trả lời. Cho đến lúc Linh sắp chuẩn bị quay đi thì mới nghe có tiếng thỏ thẻ từ trong nhà. Cô Linh về không? Cô Linh đây, Phú ra mở cửa cho cô với. Thằng Phú vội chạy ra mở cổng, mặt mày nó xanh xao và tái lại như vừa trải qua một cơn sợ hãi tột độ. Để Linh vào nhà rồi, nó lập tức khóa cổng lại. Ba con đâu? Bà con đi nhậu từ tối qua chưa về, chỉ có con và em Ngọc ở nhà thôi. Linh sững sờ trước câu trả lời của thằng bé. Vậy là từ sáng đến giờ chỉ có hai đứa trẻ chịu đựng bao nhiêu lời đe dọa, mắng chửi thậm tệ. Cô vội vàng hỏi thằng Phú rằng em nó đâu. Thằng bé dẫn cô vào phòng. Bé Ngọc đã được gần 3 tuổi, nó đang ngồi chơi đồ chơi dưới sàn một mình. Kế bên là quyển tập vẽ của thằng Phú. Nhìn cảnh đó, Linh không cầm được nước mắt. Cô phải giả vờ tránh mặt thằng Phú để nó không thấy là cô đang khóc. Cô thấy đau lòng quá. Nhưng đứa trẻ ngây thơ vô tội mà phải hứng chịu bao nhiêu là bất hạnh do người lớn gây ra. Linh quay lại và ôm cả Phú và Ngọc vào lòng như một người mẹ. Cô dẫn bé Ngọc đi tắm rửa rồi chải lại tóc tai cho nó. Còn đồng Phú, Linh xuống nhà tìm đồ nấu cho nó một bữa sáng. Nhìn cái hũ gạo trống rỗng, Linh thở dài. Vậy là bảo hai đứa ở nhà chờ, Linh lấy xe chạy ra tạp hóa, mua liền 2 cân gạo, ít thịt với 1 ít trứng. Về nhà, cô nấu cơm cho hai đứa trẻ. Thằng Phú ăn ngon cứ tấm tắc khen Linh hoài. Nó bảo lâu rồi chẳng ai nấu cho nó ăn như vậy, toàn phải ra ngoài mua hoặc có hôm phải nhịn đói. Nhìn thằng bé nói cảnh nó phải nhịn đói mà vẫn toét miệng ra cười, lòng Linh nhói lại. Sau sáng hôm đó, Linh dặn hai đứa nhỏ ở nhà nghỉ ngơi rồi chơi với nhau. Ai có đến trước cửa chửi mắng cũng đừng ra. Xong xuôi, Linh phóng xe đi tìm Mẹo. Giờ thì Mẹo xin được làm bảo vệ ở chợ, nên muốn tìm nó là không khó. Gặp Linh, chẳng cần đợi câu hỏi, thằng Mẹo nói ngay tình cảnh của Nghiêm. Tôi khuyên mãi anh ấy rồi mà chẳng ăn thua. Cứ như vậy mãi, tôi e tụi nhỏ không chịu nổi. Linh đứng suy nghĩ một lúc rồi bảo Mẹo dẫn mình đến chỗ Nghiêm hay đến. Đó là một quán rượu sập xệ ở làng bên. Chỗ đó chuyên bán rượu thiểu rồi thu nợ sau, nên Nghiêm ngày nào cũng cắm rễ ở đó. Linh vừa tới đã thấy ngay hình ảnh Nghiêm nằm vật ở giữa quán. Kế bên anh là hàng tá vỏ chai rỗng. Chẳng nói chẳng rằng, Linh xách một thau nước lạnh đến tạt thẳng vào người Nghiêm. Bị cái lạnh đột ngột ập vào người, Nghiêm giật bắn mình. Vừa ngồi dậy, Nghiêm bắt gặp ngay ánh nhìn nghiêm khắc của Linh đang dán chặt lên người mình. Cô về đi, để tôi yên.
Anh thì yên rồi, chỉ có hai đứa con anh thì không thôi. Nghe Linh nhắc đến hai đứa con của mình, Nghiêm không khỏi chột dạ. Trong cơn say của men rượu, lúc nào anh cũng thấy đau khổ cho bản thân. Nghiêm hoàn toàn quên mất đi thằng Phú và con Ngọc. Chưa dừng lại, Linh cúi xuống lấy một cái vỏ chai rượu rỗng cầm lên, dí sát vào mặt của Nghiêm. Thứ này có bổ béo gì đâu, anh vì thứ này mà bỏ bê hai đứa con ở nhà kia kìa. Cô im đi, cô thì biết gì. Phải, tôi không biết gì. Tôi chỉ biết là nếu anh cứ say xỉn bỏ mặc con mình như thế thì anh cũng tệ chẳng kém gì cô vợ của mình đâu. Nghiêm chừng mắt lên nhìn Linh sau câu nói ấy, nhưng chẳng còn cơ hội nữa. Linh đã bỏ đi mà chẳng thèm nhìn lấy anh ta một cái. Người Nghiêm giờ đây ướt đẫm vì thau nước lạnh. Cái lạnh của nước cùng cái nồng của hơi rượu làm cho Nghiêm tỉnh hẳn ra. Đó là lần hiếm hoi sau nửa năm từ ngày Thư bỏ đi, Nghiêm thấy mình tỉnh hoàn toàn. Anh quyết định đi về nhà. Nghiêm mở cổng bước vào, thằng Phú và con Ngọc đang nằm ngủ ngon trong phòng sau bữa cơm được Linh lo nấu cho. Nhìn hai đứa con ôm nhau ngủ, lòng Nghiêm quặn thắt lại. Đã lâu rồi anh không nhìn chúng lúc ngủ. Nghiêm nhìn quanh phòng, mắt anh bắt gặp thấy bức tranh mà thằng Phú đang vẽ dang dở. Nó vẽ một ngôi nhà, trước nhà có một người đàn ông lớn cầm tay hai đứa bé, một trai một gái. Phía dưới mỗi người nó đều ghi chữ. Người đàn ông là Ba, bé trai là Phú và bé gái là Ngọc. Đằng sau tờ giấy, thằng bé lại dùng bút chì ghi lên bốn chữ: gia đình hạnh phúc. Nghiêm thấy nước mắt mình rơi trên bức tranh của con. Anh phải cắn chặt tay của mình để ngăn tiếng nức nghẹn phát ra từ cổ. Nước mắt nóng hổi chảy dài trên gương mặt người đàn ông. Anh trách mình tệ hại chẳng lo được cho con. Trong khi đó thì trong mắt chúng, anh vẫn là một người cha tuyệt vời. Thằng Phú không vẽ mẹ nó trong tranh, nhưng nó vẫn vẽ Nghiêm cùng dòng chữ gia đình hạnh phúc. Bức tranh tuy đơn giản, với những nét nguệch ngoạc trẻ con ấy, vậy mà có sức thay đổi đến người lớn. Sau hôm đó, người ta thấy Nghiêm trở lại như trước đây. Anh bỏ rượu hẳn, lao vào công việc với thái độ nghiêm túc. Anh cũng không trốn tránh những chủ nợ nữa. Nghiêm đến tận nhà để xin lỗi và hứa xin sẽ từ từ mỗi tháng góp từng chút. Người trong làng toàn chỗ quen biết, giờ thấy Nghiêm gà trống nuôi con, lại tu chí biết quay trở lại làm ăn thì không ai nữa lòng khó. Dần dần cuộc sống ổn định trở lại. Thằng Phú giờ cũng vào đại học, còn con Ngọc thì đang cấp 3. Sau chừng đó năm làm lụng, Nghiêm cũng gom góp và dư giả được một chút, nên cuộc sống cũng thoải mái hơn khi trước rất nhiều. Trước đây vì để Thư quản lý tiền bạc nên mãi không có dư. Nhưng từ ngày Nghiêm quyết tu chí làm ăn, thêm sự chịu khó, thì chỉ sau khoảng một thời gian, anh đã đủ tiền để mua lại căn nhà đang thuê cho các con. Trong suốt khoảng thời gian đó, người gần gũi với gia đình Nghiêm nhất có lẽ phải kể đến Linh. Cứ vài hôm, Linh lại chở thằng Bình sang chơi với thằng Phú và con Ngọc. Lần nào mà Nghiêm phải đi làm xa nhà, ở lại trên thành phố, anh đều đưa hai đứa nhỏ sang gửi Linh trông hộ. Thế nên hai gia đình quý mến nhau lắm. Nhà Linh có hư hỏng điện nước gì cũng nhờ một tay Nghiêm qua sửa. Thân thiết là vậy, nhưng chưa bao giờ họ xuồng xã vượt mức. Ở trong làng cũng có nhiều điều tiếng ra vào. Người thì có ý tốt, kẻ thì có ý xấu. Họ bảo trai một đời vợ, gái quá chồng thì cứ về mà gá nghĩa với nhau cho trọn vẹn, để có gì sớm hôm còn lo lắng cho nhau. Nhưng cũng có không ít những kẻ độc miệng, họ đồn rằng Nghiêm và Linh chắc chắn qua lại tư tình với nhau. Nhưng mặc kệ miệng lưỡi thiên hạ, cả hai gia đình vẫn cứ qua lại chăm sóc cho nhau. Cây ngay thì không sợ chết đứng. Linh và Nghiêm chỉ sợ ảnh hưởng đến tụi nhỏ, chứ còn lại họ vẫn cư xử bình thường với nhau. May mắn một điều, cả ba đứa nhỏ đều rất hiểu chuyện. Thằng Phú thì đã chứng kiến tất cả từ nhỏ, nên bản thân nó quý Linh không khác gì mẹ ruột. Con Ngọc thì là con gái, Nghiêm không tiện gần gũi chỉ dạy nó nhiều cái nên nhờ Linh. Vì thế có thể nói đối với Ngọc, Linh cũng chẳng khác gì người mẹ. Còn thằng Bình sống một mình với mẹ từ nhỏ, nên gặp được một gia đình có bạn chơi, có người yêu thương thì nó thích lắm. Trong buổi tiệc mừng tân gia nhà mới của Nghiêm,
Thằng Mẹo uống say vào rồi chọc ghẹo cả hai nên dọn về sống chung một nhà. Nghiêm lập tức nhíu mày la át thằng Mẹo. Cái anh sợ là làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Linh. Dù sao cô ấy cũng là nữ, những lời đùa ghẹo kiểu đó dễ là mất phẩm giá của họ. Thế nên đó là lần duy nhất người ta thấy Nghiêm nổi nóng với thằng Mẹo về chuyện của anh và Linh. Vậy là từ đó ai trong làng cũng hiểu là giữa họ chẳng có tư tình gì, họ cũng dần thôi chọc. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã hơn 18 năm kể từ ngày Thư bỏ đi. Vùng quê nghèo giờ đây nằm trong dự án phát triển của tỉnh nên được đầu tư xây dựng triệt để. Hàng loạt nhà máy, công xưởng mọc lên thay cho những đồng lúa. Nghề nông do đó bị ảnh hưởng. Nghiêm từ trước đến nay vẫn sống chủ yếu bằng ruộng đồng cuốc cày, nên giờ đây thu nhập của anh trở nên khó khăn. Ngặt nỗi, thằng Phú thì cần tiền học đại học, con Ngọc ngày càng lớn nên cũng cần để dành cho nó một khoản riêng. Nghiêm đau đầu kiếm cách, sức anh không còn như thời trai trẻ nữa, giờ nhận việc gì cũng phải liệu sức mà nhận. Giữa lúc đang lo nghĩ như thế thì Nghiêm đổ một trận bệnh thập tử nhất sinh. Lần đó sau khi đi làm về, Nghiêm vào tắm rồi định ra nấu cơm đợi hai con đi học về cùng ăn. Nhưng chẳng hiểu sao, vừa bước ra khỏi nhà tắm, Nghiêm bỗng thấy trời đất như tối sầm lại. Anh lảo đảo rồi ngã lăn ra sàn. Con bé Ngọc đi học về, thấy ba nằm bất động thì sợ hãi gọi cho Linh. Đang ở phòng bệnh, Linh lập tức phóng xe sang nhà Nghiêm. Lo sợ Nghiêm bị đột quỵ, cả hai đều vực anh lên xe mà chở vào bệnh viện. Hai người phụ nữ phải vật lộn với thân hình của Nghiêm không dễ dàng một chút nào. Nhưng lần đó con Ngọc phải há hốc mồm ngạc nhiên vì một tay Linh đỡ Nghiêm lên xe. Dường như trong phút giây sinh tử của ba nó, cô Linh có một sức mạnh phi thường. Bác sĩ chẩn đoán Nghiêm bị lao lực do làm việc quá nhiều trong một thời gian dài mà không chú ý nghỉ ngơi. Cũng đúng thôi, trong suốt những năm qua, anh lúc nào cũng làm quần quật gấp 2, gấp 3 người bình thường để lấy tiền trả nợ và để bù đắp cho các con. Từ ngày Nghiêm tu tỉnh trở lại, anh không để con mình thiếu thốn. Và cái giá phải trả giờ đây là sức khỏe của anh suy giảm trầm trọng. Thằng Phú vào đến bệnh viện đúng lúc người ta chẩn đoán cho ba nó. Cầm tay ba trong tay, nó bảo Nghiêm phải chú ý nghỉ ngơi. Từ giờ nó đã lớn rồi, nó sẽ đảm đương phụ ba. Nhưng nói vậy chứ con cái bao giờ cũng nhỏ bé trong mắt ba mẹ. Nghiêm hiểu các con thương mình, nhưng anh chỉ mong mình mau khỏe lại để đi làm lo tiếp cho các con mà thôi. Những ngày ở trong viện, Linh mỗi bữa đều nấu đồ ăn mang vào cho Nghiêm. Vì thằng Phú với con Ngọc đều đi học, chỉ có chiều về bọn nó mới ghé vào thăm Nghiêm được. Cực cho cô Linh quá, cứ để tôi ra căng tin bệnh viện ăn cũng được. Đồ ăn ngoài đó vừa đắt vừa không đủ dinh dưỡng, anh cứ để tôi mang vào, có cực gì đâu, giờ bệnh xá cũng vắng. Nghiêm cũng hiểu nỗi cơ cực của Linh. Giờ thằng Bình cũng vào đại học, Linh cũng phải lo tiền cho con. Nhưng cứ tình hình này thì cả cô và anh đều sẽ gặp khó khăn như nhau. Cửa phòng bệnh bật mở, thằng Phú bước vào. Trưa nay nó được chống tiết nên ghé sang thăm ba một lúc. Vừa gặp Linh, nó đã mỉm cười chào cô. Phú hả, ngồi xuống ăn cơm chung với ba và cô luôn đi con. Cô nấu nhiều lắm này. Linh kéo tay Phú ngồi xuống rồi lấy cơm cho nó. Đối với Phú, ký ức về những bữa cơm của Linh nấu cho nó luôn ấm áp hơn bất kỳ điều gì. Nó vẫn còn nhớ như in, ngày còn nhỏ, trong lúc gia đình nó nghèo khổ nhất, thì Linh đã xuất hiện. Cô nấu cho anh em nó một nồi thịt kho ăn cùng với cơm. Với nó, đó là bữa cơm ngon nhất trên đời. Vừa cắn miếng thịt Linh kho, Phú vừa tấm tắc khen ngon. Bao nhiêu năm qua mà cách nấu vẫn không khác, vẫn hương vị đậm đà đó. Đột ngột trong trí óc thanh niên của thằng Phú bỗng nảy ra một ý. Nó đặt ngay bát cơm xuống mà thưa với ba và cô Linh. Cô Linh nấu ăn ngon vậy, sao mình không hùn vốn để mở một quán cơm đi ba? Nghiêm nhíu mày suy nghĩ sau đề xuất của thằng con. Quả thực anh công nhận tài nghệ nấu nướng của cô Linh, nhưng để hùn vốn với cô mở quán ăn thì Nghiêm chưa nghĩ tới. Về phía Linh, bất ngờ trước gợi ý của Phú, cô cứ tưởng là nó nói giỡn để chọc cô. Con không có nói giỡn,
Bây giờ làng ta xây thêm nhiều nhà máy, công nhân đổ về nhiều lắm. Mình kinh doanh quán cơm thì chắc chắn sẽ lời. Lời nói ấy có tác động sâu sắc đến hai người lớn. Phân tích ấy không phải là không có lý, ngược lại còn rất khả quan trong định hướng kinh doanh sắp tới. Mấy năm qua thì Nghiêm cũng đã để dành được một chút vốn nho nhỏ, định để cho thằng Phú học xong khởi nghiệp. Bản thân Linh cũng vậy, cô cũng dành ra cho thằng Bình một quyển sổ tiết kiệm nhỏ, nhưng đó là tiền để nó cưới vợ. Giờ lấy ra kinh doanh chung với Nghiêm, bản thân Linh cũng thấy cần suy nghĩ. Vậy là tối đó Linh cứ trăn trở mãi. Cô hết mở đèn rồi lại tắt đèn, rồi lại chẳng ngủ được mà lại mở đèn lên. Thằng Bình thấy mẹ phiền muộn như vậy thì bước lại tâm sự. Từ trước đến nay có hai mẹ con, Linh vừa là ba vừa là mẹ của nó, nên có chuyện gì vui buồn cả hai đều kể cho nhau nghe. Lần này Linh thở dài khi đối mặt với Bình. Con vô tình làm gì khiến mẹ buồn đúng không? Thằng Bình lo lắng nhìn Linh. Nó tưởng vì nó mà Linh mới không ngủ được, nhưng Linh nhìn con lắc đầu. Mới đó mà thằng Bình lớn quá, giờ thì nó đã là một chàng thanh niên rồi. Không phải, mẹ thấy mẹ có lỗi với con. Thằng Bình trố mắt ngạc nhiên. Sao mà Linh lại có thể thấy có lỗi với nó được? Từ trước đến giờ nó vẫn biết mẹ yêu thương nó nhất trên đời. Điều gì tốt đẹp nhất mẹ cũng luôn dành cho nó, nên sao có chuyện Linh làm lỗi gì với nó được. Nhưng mẹ Linh đã kể ra câu chuyện mình tính hùn vốn với gia đình Nghiêm. Muốn mở quán ăn thì cô phải dùng đến chính số tiền tiết kiệm dùng để cho Bình cưới vợ. Mà làm vậy thì có lỗi với con quá. Còn chưa biết kinh doanh lỗ lãi ra sao. Nghe mẹ nói xong, thằng Bình phá lên cười trước sự ngạc nhiên của Linh. Trời, con tưởng chuyện gì, hóa ra điều đó làm mẹ buồn. Đến lượt Linh chẳng hiểu gì. Nỗi phiền muộn của cô như vậy mà thằng con trai lại phá lên cười như là chuyện đùa. Nhưng hóa ra là do Bình nó chẳng nghĩ nhiều về chuyện đó. Nó hoàn toàn ủng hộ việc mẹ mình hùn vốn mở quán ăn với gia đình Nghiêm. Vì nó biết gần đây họ xây dựng một bệnh viện to ở trên huyện, nên phòng bệnh cũng chẳng còn nhiều người lui tới khám. Thu nhập của mẹ mình cũng ít đi dần. Còn về số tiền tiết kiệm cho nó cũng không thấy thiệt thòi gì khi đưa cho mẹ. Chẳng phải tiền đó cũng là tiền của mẹ làm lụng suốt bao nhiêu năm qua sao? Nó cũng chẳng dự tính cưới vợ sớm như vậy. Với lại, với lòng tự trọng của một đứa con trai, nếu có muốn lấy vợ, nó muốn tự mình lo lấy tiền bạc, chứ không phải nhờ đến sự trợ giúp của mẹ. Nghe con nói thế, Linh rớm rớm nước mắt. Hóa ra thằng Bình đã trưởng thành và trở thành một thanh niên hiểu chuyện đến vậy. Vậy là chẳng còn cản trở gì nữa. Quán cơm được mở ra ngay đầu làng. Nghiêm thuê lại một căn nhà cũ ở đó, rồi một tay anh xây sửa trang trí lại. Còn Linh thì chịu trách nhiệm sắm đồ dùng, vật dụng và nguyên liệu. Ba đứa nhỏ, thằng Phú, con Ngọc và thằng Bình thì hôm nào rảnh không phải đi học đều chạy ra phụ ba mẹ. Mới đầu quán còn vắng khách, nhưng dần dần tiếng lành đồn ra. Khách tới ăn khen tài nấu ăn của Linh, rồi họ giới thiệu anh em bạn bè đến ủng hộ. Chẳng mấy chốc mà quán cơm của Nghiêm và Linh nổi tiếng và đông khách nhất vùng. Rồi từ một quán cơm nhỏ, sau 10 năm chăm chỉ, vừa làm lụng vừa tích lũy kinh nghiệm, Nghiêm và Linh đã chung tay phát triển thành một nhà hàng với các món cơm quê đặc sản. Thời gian cứ thế trôi đi, giờ đây Nghiêm và Linh cũng bước vào độ tuổi xế chiều. Nhưng may mắn là giờ họ đã trở thành những ông chủ, bà chủ có tiếng trong vùng. Họ đi đâu cũng được người ta gọi một tiếng ông Nghiêm, hai tiếng bà Linh. Phú, Ngọc và Bình đều đã trưởng thành và dần là lớp thanh niên trẻ kế thừa ba mẹ mình. Cuộc sống và công việc làm ăn cứ thế phát triển dần theo mỗi năm. Làm ăn sinh lời thế nên cũng không tránh khỏi ông Nghiêm và bà Linh bị rơi vào tầm ngắm của những kẻ đố kỵ. Chủ một nhà hàng trong thị trấn, lão Thạch ghét cay ghét đắng hai người họ. Bởi từ ngày nhà hàng của ông Nghiêm và bà Linh mở ra, chẳng ai còn đến chỗ của lão nữa. Thấy không thể cạnh tranh công bằng được, bởi chỗ của lão đồ ăn vừa tệ, giá lại đắt. Thế nên lão quyết sẽ hại nhà hàng của ông Nghiêm một phen để lấy lại lợi thế.
Lần đó, lão thuê một bọn giang hồ, vài đứa. Đây đều là bọn vô công dỗi nghề, chuyên đi bảo kê sòng bạc kiếm sống. Lão thuê bọn nó đến ăn ở chỗ của ông Nghiêm, rồi giả vờ bỏ dán vào thức ăn để ăn vạ. Việc mà thành công chót lọt, lão sẽ trả công mỗi đứa hậu hĩnh. Bọn chúng thấy việc nhẹ, lương cao thì nhận làm ngay. Hôm đó lại rơi trúng vào ngày ông Nghiêm đi lấy hàng. Chỉ có bà Linh và Ngọc ở lại trong nhà hàng. Dù đã phát triển lên thành một nhà hàng, nhưng bà Linh vẫn đảm nhận công việc đứng bếp chính. Còn hôm nay Ngọc rảnh nên cũng ra phụ trông coi công việc, để sau này ba sẽ giao lại cho cô quản lý. Đám giang hồ kéo tới, gọi ba đĩa thức ăn đắt nhất. Nhân viên phục vụ đem ra cho bọn họ, rồi quay vào trong dọn dẹp. Ăn được tầm nửa đĩa, để ý thấy nhà hàng đang vắng, Ngọc và bà Linh lại đang bên trong. Một tên lập tức mở túi, lấy con dán bỏ vào đĩa thức ăn. Xong xuôi, hắn hô hoán ầm ĩ lên, để tất cả mọi người đều tập hợp lại xem có chuyện gì. Hắn bày đĩa thức ăn ra cho mọi người xem. Ở dưới miếng thịt là một con dán to nằm đơ ra. Ai nấy đều trông mặt hoảng sợ. Tên giang hồ thì đứng khua tay múa chân lớn giọng: "Nhà hàng này làm ăn kiểu gì mà để dán vào thức ăn thế này? Lỡ tôi ăn vào thì sao?" Bà Linh lúng túng nhìn con dán. Không thể có chuyện đó được. Trước giờ điều bà chú ý nhất là giữ vệ sinh an toàn thực phẩm. Là một bác sĩ chuyển sang đầu bếp, sức khỏe của khách hàng được bà Linh đặt lên hàng đầu, nên cũng không thể có chuyện hy hữu như vậy được. Bà Linh cố gắng giải thích, nhưng cả hai tên đồng bọn đi cùng đều lớn tiếng át đi tiếng của bà. Giữa cảnh hỗn loạn chẳng biết tin ai, thì bỗng có một tiếng nói cất lên. Đó là một người đàn bà nãy giờ vẫn đang ngồi cặm cụi ăn ở một góc. "Tôi có cách chứng minh." Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người đàn bà kia. Bà Linh thoáng thấy bà ta rất quen, nhưng nhất thời chưa nhớ ra là ai. Bà ta đeo kính râm, từ từ rời khỏi bàn của mình, đi về phía bọn giang hồ. Một tên sấn lên hất hàm hỏi: "Bà là ai? Việc này liên quan gì đến bà mà đòi chứng minh? Nãy giờ cậu có động tay vào con dán không?" Câu hỏi của bà ta làm tên giang hồ cứng họng và lúng túng. Tụi nó đưa mắt ra hiệu cho nhau, tốt nhất là đừng nhận động tay vào để sinh thêm rắc rối. Thế là tên kia trả lời rằng nó vừa thấy con dán là hô hoán lên ngay. Kinh thế, ai mà dám động tay vào? Nó không biết rằng chính câu nói đó là sơ hở để lật tẩy nó. Người đàn bà kia lập tức nhoèn miệng cười một cái, rồi ung dung bảo: "Vậy nếu tay của cậu có mùi dán thì chứng tỏ do cậu bỏ vào đấy nhé." Cả bọn tái mặt. Đặc tính của loài dán là để lại mùi, và cái mùi đó không thể biến mất trong phút chốc được. Nhưng người đang chứng kiến và ngay cả bà Linh cùng với Ngọc đều sững sờ trước lập luận của người đàn bà. Mọi ánh mắt giờ đây đều tập trung cả lại vào chỗ tên hô hoán là có dán. "Sao? Cậu có dám bảo là tay cậu không có mùi không?" "Mẹ kiếp, gặp phải phá đám rồi, rút thôi." Bọn giang hồ cay cú, nhục nhã gạt đám đông qua một bên rồi biến mất. Kế hoạch không thành, bọn chúng cũng chẳng thèm trả tiền bữa ăn. Bà Linh và Ngọc quay sang định cảm ơn người phụ nữ kia. Nếu không có bà ta nhanh trí giải vây, thì chắc nhà hàng đã bị một đợt tai tiếng lớn. Bà Linh tiến tới cúi đầu, nhưng bà ta phớt lờ cô đi. Kỳ lạ rằng chính bà ta lại tập trung đến Ngọc. Mấy năm trôi qua, Ngọc giờ đã trở thành một cô gái đu mưa xinh đẹp. Giờ đây đứng trước Ngọc, người đàn bà rưng rưng xúc động: "Còn đẹp quá, giống y đúc như mẹ con ngày xưa." Ngọc ngơ ngác trước thái độ của người đàn bà lạ mặt. Ngọc chắc chắn là mình chưa từng gặp bà ta bao giờ. Vậy sao bà ta lại nói như vậy? Bà ta còn nhắc đến mẹ cô. Từ trước đến nay chưa từng ai làm điều đó. Ngọc chỉ biết bố mẹ cô đã ly hôn, và mẹ cô thì bỏ về ngoại từ hồi cô còn rất nhỏ. Mấy năm sau đó thì mất liên lạc với ba cô. Sở dĩ Ngọc nghĩ vậy là bởi ông Nghiêm và mọi người xung quanh đều thống nhất không nên để hình ảnh người mẹ trong Ngọc bị xấu xí đi. Ông bảo với bà Linh, Mẹo và cả Phú rằng sau này mỗi lần nhắc đến mẹ thì đều đánh lừa Ngọc rằng
mẹ cô đã về nhà mình sau khi ly hôn với chồng, rồi vì hoàn cảnh đưa đẩy nên dần mất liên lạc với nhau. Vậy nên Ngọc lớn lên bằng sự ngây thơ rằng mẹ cô là một người tốt và rất xinh đẹp, do không hợp nên mới chia tay với ba cô. Dù ông Nghiêm vẫn bảo bản thân đã mất liên lạc với vợ cũ từ lâu, nhưng Ngọc vẫn tin một ngày cô sẽ tìm thấy mẹ mình. Trở lại với cuộc gặp gỡ giữa người đàn bà và Ngọc, giữa lúc nó đang ngơ ngác thì bà ta tháo kính ra. Bà Linh sững người kinh ngạc vì trước mặt cô không ai khác, đó chính là Thư. Sau chừng ấy năm, bà ta giờ đây lại quay về tìm con gái mình. Ngọc không còn nhớ rõ mặt mẹ mình nên không kinh ngạc như bà Linh, nhưng Phú thì biết anh mãi mãi không cho phép mình quên đi gương mặt của người phụ nữ ấy. Chính bà ta đã nhẫn tâm theo nhân tình bỏ mặc chồng con. Giờ đây thì Phú vừa bước đến cổng. Sau chừng đó năm, Phú đã trở thành một chủ doanh nghiệp kinh doanh may mặc ở thị trấn. Anh lấy vợ và xây nhà ngoài ấy, nhưng vẫn thường xuyên ghé về thăm ba và em gái. Lần này anh vừa bước tới cổng nhà hàng thì đã thấy mẹ mình quay trở về. Mặt Phú sa sầm xuống trông rất đáng sợ. Anh bước tới cầm tay Ngọc. Đi vào, để ở đây anh giải quyết. Ngọc chẳng hiểu gì cả, chưa bao giờ cô thấy anh mình lại nổi nóng đến vậy. Cứ căn cứ vào giọng nói của Phú, cô cũng biết là anh trai đang nổi điên lên. Chẳng dám cãi lại, Ngọc quay lưng định bước vào trong thì bà Thư kêu lên đau đớn. Phú, Ngọc, các con không nhận ra mẹ sao? Bà đi đi, bà không xứng đáng là mẹ của chúng tôi. Phú điên tiết trả lời, anh chẳng còn giữ bình tĩnh được nữa. Đối diện với anh, đây là người mẹ mà năm xưa đã nhẫn tâm bỏ lại anh. Từ ngày bà Thư cất bước đi, để lại nỗi đau quá lớn trong tâm hồn Phú, tình cảm mẹ con trong anh đã không còn nữa. Nếu có một người đáng để hận trong cuộc đời này, Phú sẽ chọn ngay là hận chính mẹ ruột của mình. Vì vậy, ngay lúc này đây, anh chọn giữ khoảng cách với bà ta. Bà ta đừng hòng mà thể hiện những cử chỉ ngọt ngào gì với anh ở đây hết. Trái tim anh, nếu có tồn tại tình mẫu tử, thì nó cũng đã nguội lạnh từ lâu rồi. Ánh mắt Phú nhìn bà Thư trừng trừng như một sự cảnh báo, bà đừng đến gần anh. Biết rằng giờ đây mình không thể tiếp cận Phú được nữa, bà Thư quay sang nhìn Ngọc. Ánh mắt tha thiết của bà ta như đang chờ đợi Ngọc lên tiếng. Ngọc cũng chẳng còn thể cất bước vào trong được nữa. Cô quay lại, đứng dán mắt nhìn chằm chằm vào người đàn bà đó. Bà ta ăn mặc như người thành phố, nhưng gương mặt lại khắc khổ gió sương. Và đặc biệt, một sợi dây linh cảm vô hình đang nói cho Ngọc biết rằng đây chính là mẹ ruột của cô. Bà Thư nhận thấy giây phút mùi lòng từ Ngọc nên đã định lao đến ôm lấy cô, nhưng Phú đã kịp chắn ngang. Trong mắt anh rực lên ngọn lửa căm thù. Chẳng trách được, chính tuổi thơ của anh đã phải chứng kiến hình ảnh mẹ mình lên xe bỏ đi cùng với một người đàn ông khác. Anh hận bà ta cũng là lẽ đương nhiên. Anh gằn giọng bảo bà ta mau chóng rời khỏi đây. Bà Thư bỗng làm ra dáng vẻ tội nghiệp. Bà ta gật gật đầu rồi lặng lẽ đi ra cổng. Nhưng điều không ngờ nhất, bà ta nghe một tiếng gọi mẹ. Mọi ánh mắt lại đổ dồn vào Ngọc. Cô gọi bà ta và chạy ôm chặt lấy bà Thư. Hai mẹ con đứng đó cầm tay nhau trong nước mắt. Với Ngọc, đây là lần đầu tiên cô biết được cảm giác có mẹ. Từ nhỏ, cô vẫn luôn ao ước được mẹ yêu thương, được mẹ chăm sóc như chúng bạn. Giờ đây mẹ đã xuất hiện, cô không thể để bà đi mất. Phú ngỡ ngàng với phản ứng đó của em mình. Anh không thể tưởng tượng được hình ảnh Ngọc lại dễ dàng chấp nhận bà Thư. Quá tức giận trước cảnh tượng đó, anh hùng hổ xông ra nắm tay Ngọc kéo lại về phía mình. Bà ta không phải là mẹ của chúng ta. Chúng ta lớn lên mà không có mẹ, em quên rồi sao? Em không cho phép anh hỗn với mẹ. Ngọc quát thẳng vào mặt Phú. Có lẽ niềm vui sướng quá lớn khi được gặp mẹ ruột của mình, cộng với việc giờ đây Ngọc không cho phép ai làm tổn thương đến bà Thư, đã khiến cô có thái độ đó với Phú. Bà Thư nhìn thấy phản ứng đó của Ngọc cũng sững sờ chết lặng. Chưa bao giờ bà thấy Ngọc nổi giận với Phú, chứ nói gì đến quát anh mình như vậy. Anh bị điên hả? Đây là mẹ của chúng ta mà anh còn không nhận. Anh có còn là con người không?
Ngọc gào lên với Phú và mắt cô rưng rưng như sắp khóc. Nhìn vào đôi mắt đó của em gái, Phú hiểu kể từ giờ Ngọc sẽ quyết tâm sống chết để bảo vệ mẹ mình đến cùng. Nắm chặt hai bàn tay, máu nóng dồn lên trên hai tai của Phú đỏ bừng. Anh đã cùng với ba giấu em gái lý do thật sự bà Thư bỏ đi, để hôm nay Ngọc lại bảo vệ cho chính người đã bỏ rơi cô. Thấy mọi thứ đang trở nên căng thẳng, bà Linh chạy đến bên Phú, giữ tay anh lại để tránh việc chẳng hay. Còn Ngọc, cô mừng rỡ quay sang phía bà Thư rồi vui vẻ đưa bà về nhà. Còn lại mình bà Linh và Phú. Phú gần như phát điên, nỗi đau quá khứ còn chưa nguôi thì giờ đây việc vừa rồi lại làm Phú lần nữa tổn thương. Sao bà ta lại quay về làm gì chứ? Làm sao để Ngọc hiểu đây? Phú ngồi vùi mặt vào hai cánh tay chán trường. Vừa đó, ông Nghiêm cũng đã đi lấy hàng về. Ông bước vào, đã thấy Phú ngồi ở đó. Ông vui vẻ tới vỗ vai con trai. Nay không chở vợ con về thăm ba hả? Phú ngước lên, ông Nghiêm thấy trong mắt con đỏ rực và đầy nước mắt. Từ nhỏ đến giờ, chỉ có một lần ông Nghiêm thấy Phú trong trạng thái đó. Đó chính là lần Phú nói về việc mẹ mình đã bỏ nhà đi theo nhân tình của bà ta. Giờ đây sau mấy mươi năm, ông Nghiêm lại một lần nữa chứng kiến ánh mắt này của con trai, nên ông linh cảm có chuyện chẳng lành. Ông Nghiêm lập tức ngồi xuống hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Phú vẫn chẳng thể bình tĩnh để nói cho ba mình nghe về mọi việc được. Lòng anh giờ đây cứ rối tung hết cả lên. Mọi thứ từ cuộc sống ổn định đến mối quan hệ anh em tốt đẹp giữa Phú và Ngọc đều bị sự trở về của bà Thư làm rối tung hết cả lên. Trong phút chốc, Phú bị cơn giận lấn át, chẳng nói được gì. Thấy thế, bà Linh đã thay anh kể lại mọi việc cho ông Nghiêm nghe. Sau khi nghe xong, thì đến lượt ông Nghiêm cũng sững sờ. Ông ngồi chết lặng hồi lâu, đến nỗi chẳng ai biết là ông đang suy nghĩ hay đang bất động trong vô thức. Tin bà Thư quay về đến với ông thật quá đột ngột. Cơn đau năm xưa dường như đang ùa đến và xâm chiếm trái tim ông. Cảm giác bị phản bội, bị bỏ rơi đã được chôn vùi sau chừng ấy năm, giờ lại trỗi dậy mạnh mẽ. Mấy năm qua cứ chăm chỉ làm ăn và lo cho cuộc sống của các con, nên chưa bao giờ ông Nghiêm hình dung được một ngày mình đối mặt với sự trở về của người vợ như thế nào. Nỗi đau và tổn thương trong ông Nghiêm còn lớn gấp mấy lần Phú. Vậy nên nhất thời ông cần thời gian để chấp nhận được. Ông cứ ngồi lặng đi mà nhìn vào xa xăm. Bà phải đi nói cho con Ngọc biết tất cả đi. Không, đừng làm vậy. Câu nói của Phú làm ông Nghiêm giật mình trở lại với thực tại. Phải rồi, còn Ngọc chưa biết được tất cả sự thật. Ý nghĩ về đứa con gái mau chóng chiếm lấy toàn bộ tâm trí ông Nghiêm. Giờ đây ông không còn nghĩ đến mình nữa, mà quan trọng nhất lúc này là ông nghĩ đến cảm giác của Ngọc. Thói quen luôn nghĩ đến các con trước của một người cha đã khiến ông Nghiêm giữ chặt tay Phú lại khi anh định chạy đi tìm em gái. Nhìn vào mắt ba mình, Phú cảm nhận được một sự kiên quyết. Ông Nghiêm không muốn hủy hoại tâm hồn tinh khiết của Ngọc. Trong lòng Ngọc luôn mơ mộng về một hình ảnh người mẹ đẹp đẽ, tốt đẹp và tự mình lớn lên bằng chính hình ảnh đó. Bây giờ mà để cô biết hết tất cả, với tính cách của Ngọc, ông Nghiêm e rằng cô sẽ sốc đến mức chẳng chịu được. Tấm lòng người cha thương con, ông Nghiêm không nỡ phá đi niềm tin tốt đẹp đó. Ông Nghiêm cố gắng thuyết phục Phú hãy im lặng chuyện năm xưa với Ngọc. Chính bản thân Phú cũng không đồng ý với cách làm đó của ba mình. Nhưng đứng trước lời đề nghị quá tha thiết từ ba, anh cũng đành miễn cưỡng nghe theo. Có lẽ sống và lớn lên với ba từ nhỏ, anh hiểu một góc nào đó trong ba mình vẫn còn nặng tình với bà Thư. Ông không nỡ đối xử thẳng thừng với bà ta, dù chính bà ta đã là người phản bội ông khi trước. Vậy là sau đó, mặc dù nghe lời ba không đả động đến chuyện bà Thư với Ngọc, nhưng trong lòng Phú đã không còn thoải mái như trước. Anh tránh về lại chỗ nhà hàng, nếu có cũng chỉ ghé ngang một chút lúc không có bà Thư ở đó rồi đi. Không lần nào Phú chở vợ con của mình về cho họ nhận bà nội hết. Với Phú, anh chỉ có thể nhẫn nhịn vì ba mình.
vì người cha đã hy sinh cả cuộc đời cho anh. Nhưng còn việc nhìn nhận lại mẹ và cho vợ con mình nhận bà Thư, với anh không đời nào. Lại nói về ông Nghiêm, sự quay trở về của bà Thư đã làm đảo lộn tất cả cuộc sống yên bình mà ông cố gây dựng trong suốt nhiều năm qua. Ông gặp bà ta ngay chiều hôm đó khi Ngọc gọi bảo ông về ăn cơm cùng mẹ con cô. Không thể tránh né cuộc gọi của con gái, ông Nghiêm đành gắng gượng bước vào căn nhà cũ. Căn nhà ấy vẫn nằm trên nền đất khi xưa. Sau khi cuộc sống khá giả hơn, ông Nghiêm đã mua lại và sửa sang lên thành một ngôi nhà tiện nghi, hiện đại hơn rất nhiều. Nhưng nơi đó vẫn mang bao kỷ niệm của ông cùng người vợ cũ. Bất giác hôm nay, khi trở về nhà, lòng ông nặng trĩu khi nghĩ đến bà Thư đang ngồi đợi mình trong nhà. Ông vừa bước vào thì đã thấy Ngọc chạy ra vui vẻ, dắt tay đón ông vào. Trong nhà mâm cơm đã được dọn sẵn tươm tất. Khác với mọi ngày, trên mâm hôm nay đặt 3 bộ bát đũa, bà Thư đang đứng lặng lẽ ở một góc, cúi đầu chờ đợi. Ông Nghiêm thoáng đưa mắt về phía bà ta. Mái tóc bà ta đã điểm bạc, gương mặt cũng đã in hẳn cái dấu vết của thời gian. Bà ta đổi khác nhiều quá. Những nét đẹp ngày đó khiến ông phải lòng giờ cũng đã phai tàn. Chỉ có điều ông nhận ra trong cung cách đối xử của bà Thư có cái gì đó kín đáo, dè chừng hơn ngày xưa rất nhiều. Thật khó để mở lời, ông Nghiêm đành chỉ nói chuyện với con gái, nhưng cảm xúc thì không thể giấu được. Tay ông run run cầm bát cơm khi bà Thư xới cho ông. Ông cũng né tránh ánh mắt của bà ta trong suốt buổi. Lớn chừng ấy tuổi rồi, nhưng chưa bao giờ ông Nghiêm lại lâm vào một trường hợp bối rối đến vậy. Ông nửa muốn bỏ chạy khỏi đây, nửa muốn cứ ngồi lại. Bữa cơm cứ gượng gạo như thế, cho đến khi Ngọc hồn nhiên mở lời. Ba cho mẹ về nhà ở với con nhé. Nhà ông bà ngoại bị cháy lâu rồi, mẹ phải lưu lạc bao nhiêu năm nay khốn khổ lắm. Nỗi xót xa dâng lên trong lòng ông Nghiêm. Ông vội bỏ chén cơm xuống nhìn bà Thư. Gương mặt bà ấy đúng là đã trở nên khắc khổ đi nhiều. Trước khi ông Nghiêm về nhà, bà Thư đã kể lại chuyện gia đình mình cho Ngọc nghe. Sau khi năm ấy bà bỏ nhà trốn đi, ông Kim, cha của bà, đã giận dữ đến hóa điên. Ông ấy đập phá nhà cửa, và rồi trong một cơn điên loạn, ông đã tự tay đốt hết sản nghiệp của mình. Đám cháy lớn đến 3 ngày mà lửa vẫn âm ỉ. Sau đám cháy, người làm không còn ai thấy ông Kim cùng vợ đâu nữa. Ông Nghiêm bàng hoàng khi nghe thấy tin đó. Nếu mọi chuyện đúng là như vậy, thì ông chính là kẻ tội đồ gián tiếp gây nên thảm kịch đó của gia đình ông Kim. Vì chính ông đã dẫn bà Thư bỏ trốn để đến nông nỗi đó. Trong lòng ông Nghiêm giờ đây dâng lên một niềm khổ sở vì tội lỗi. Ông cảm thấy ông nợ bà Thư và gia đình bà ấy nhiều hơn. Vậy nên lúc này ông không còn tư cách gì để quyết định cho bà Thư ở lại đây hay không, khi chính ông là người khiến cho bà ấy không còn nhà cửa cha mẹ để về. Nghĩ vậy nên ông Nghiêm run run đưa mắt nhìn Ngọc, rồi lặng lẽ gật đầu. Ngọc vui vẻ cầm lấy tay bà Thư. Vậy là từ giờ mẹ con mình được sống cùng nhau rồi. Bà Thư không ngờ mình lại được ông Nghiêm chấp nhận cho mình ở lại một cách đơn giản như thế. Bà không hiểu trong lòng ông Nghiêm giờ đây mang một mặc cảm tội lỗi với bà. Tội nghiệp người đàn ông đó. Ăn xong bữa cơm, trong lúc Ngọc cố tình bảo mình đi rửa chén để ở đây ba mẹ có không gian riêng, thì ông Nghiêm và Thư cứ ngồi gượng gạo nhìn nhau. Trong lòng ai cũng rối bời nhiều thứ, chẳng có lời nào được nói ra. Nhìn bà Thư giờ đây, ông Nghiêm không tưởng gì đến cảm giác gọi là yêu được nữa. Qua từng ấy năm, sự tổn thương đã ăn sâu vào trái tim ông. Bây giờ cái nghĩa đạo vợ chồng tuy còn nhưng tình đã dứt. Ông Nghiêm lặng lặng thở dài, rồi cất tiếng bằng một giọng đều đều. Bà cứ lại với con Ngọc, tôi sẽ dọn ra nhà hàng. Ông, vậy tôi nghe theo sự sắp xếp của ông. Có lẽ việc ở cùng chung một mái nhà bây giờ sẽ không tiện cho ông Nghiêm và bà Thư, nên cách sắp xếp như vậy là hợp lý. Vậy là những ngày sau đó, ông Nghiêm dọn hẳn ra chỗ nhà hàng, để lại căn nhà cho Ngọc và bà Thư ở. Ông cố gắng hết sức để tránh mặt bà Thư, hầu như không về lại nhà. Vậy nên dần dần Ngọc có vẻ gần gũi mẹ hơn là ba. Được khoảng hơn một tháng,
Một hôm trong bữa cơm trưa vội tại nhà hàng, ông Nghiêm thấy con gái từ nhà ra chỗ nhà hàng để tìm gặp mình. Lúc đó bà Linh cũng vừa mới bày đồ ăn ra để ông và bà ăn trưa. Từ ngày ông Nghiêm dọn ra nhà hàng sống, bà Linh là người bên cạnh chăm lo săn sóc cho ông. Cả hai người họ giờ đây dường như hai người tri kỷ tìm thấy nhau để bầu bạn lúc tuổi xế chiều. Thấy Ngọc, bà Linh mỉm cười bảo nó vào ăn cơm cùng. Nhưng thái độ Ngọc lạnh nhạt, phớt lờ bà. Kể từ ngày mẹ cô về, Ngọc dần đổi khác. Cô chẳng còn vui vẻ trò chuyện với bà Linh như trước. Thay vào đó, cô luôn né tránh và lạnh lùng đối với bà. Lần này cô bước ngay vào gặp ông Nghiêm mà chẳng chào hỏi bà Linh lấy một câu: "Ba à, con có chuyện muốn nói." Chẳng biết hai cha con nói gì mà sau khi Ngọc rời đi, bà Linh thấy ông Nghiêm ngồi trầm ngâm đến cả buổi. Ông chẳng thiết tha gì đến ăn uống nữa mà bỏ bữa trưa đi nằm nghỉ. Bà Linh đoán là phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm mới làm cho ông Nghiêm trở nên như thế. Cố gắng hỏi mãi thì cuối cùng ông Nghiêm cũng chịu kể cho bà nghe sự thật. Ngọc tìm đến ông, đã xin ông giao lại quyền quản lý nhà hàng cho cô. Nó bảo nó lớn rồi nên muốn tự mình kinh doanh. Ông Nghiêm thở dài khi nhắc lại lý do đó với bà Linh. Chẳng phải ông tiếc rẻ gì với Ngọc, vì dù sao sau này tất cả gia tài của ông đều sẽ thuộc về các con hay sao? Nhưng cái chính là ông biết không tự nhiên mà Ngọc lại nằng nặc đòi ba giao lại quyền quản lý nhà hàng cho mình. Cả đời ông Nghiêm làm việc vất vả cũng chỉ mong muốn để lại chút tài sản cho các con. Phú thì đã được chia cho căn nhà và xưởng may ở thị trấn. Còn cái nhà hàng này vốn là để dành cho Ngọc và chồng sắp cưới của cô, tên Bình. Cả hai lớn lên cùng rồi yêu nhau lúc nào chẳng hay. Nhưng giờ Bình lại đang bận đi tập huấn ở nước ngoài chưa về. Ngọc lại nằng nặc đòi quyền sở hữu thế này thì ông Nghiêm thật sự khó xử. Nhưng tấm lòng của một người cha như ông thì chẳng thể làm ngơ trước yêu cầu của con gái. Nhất là khi mấy ngày sau đó, Ngọc cứ liên tục gọi điện năn nỉ ông mỗi đêm. Vậy nên, ông Nghiêm đành bấm bụng nói chuyện với bà Linh để xin mua lại toàn bộ nhà hàng. "Anh Nghiêm, sao anh lại đề nghị vậy?" "Cô Linh đừng hiểu nhầm. Chúng ta từ tay trắng rồi cùng hùn vốn mà gây dựng lên nhà hàng lớn như hôm nay. Ý tôi, cô muốn để làm quà cưới cho hai đứa nó, nhưng mà..." Ông Nghiêm khó xử rồi đột ngột lên một cơn ho dữ dội, đến nỗi bà Linh phải vội chạy đi lấy nước. Dạo này sức khỏe của ông Nghiêm yếu đi thấy rõ. Sự lao lực thời trẻ cùng nỗi lo nghĩ tuổi già đã ập đến, làm ông Nghiêm cứ mệt mỏi dần đi. Bà Linh thấy vậy thì cũng không dám làm khó thêm nữa. Từ tận đáy lòng bà trong suốt nhiều năm qua đã xem ông Nghiêm như người trong gia đình. Có một loại tình cảm vượt lên trên tình yêu, đó là tình tri kỷ. Bà với ông Nghiêm giờ đã xem nhau là tri kỷ, sau khi cùng nhau trải qua đủ mọi khó khăn sóng gió, rồi đến ngọt ngào hạnh phúc sau này. Giờ đây, nhìn ông Nghiêm, bà Linh biết người đàn ông ấy đang hết sức khổ tâm. Cả một đời vì vợ vì con, đến lúc này tâm trí ông vẫn cứ lo nghĩ cho vợ con. Vậy nên bà Linh lặng lặng gật đầu. Vậy là trong vòng một tháng sau đó, các giấy tờ quản lý nhanh chóng được ông Nghiêm chuyển nhượng sang cho Ngọc. Phú mãi sau khi ông Nghiêm sang tên cho Ngọc xong mới biết tin. Anh giận lắm. Anh biết chẳng đời nào một mình Ngọc lại có thể nghĩ ra việc bắt ba mình chuyển quyền quản lý sang mình. Chuyện này chỉ có thể là do bà Thư đứng sau mà thôi. Chuyện đó làm Phú giận lắm. Anh quyết lần này phải nói rõ ràng bộ mặt thật của mẹ mình cho Ngọc nghe. Nhưng Phú lần nào cũng bị ông Nghiêm ngăn cản. Quá ức chế vì chính mình, vì thương ba, thương em gái mới làm thế. Mà ba còn cứ 5 lần 7 lượt ngăn cản mãi, nên Phú mặc kệ bỏ lên thị trấn, không gặp lại ba nữa. Ông Nghiêm chưa kịp giải thích với Phú thì bỗng đổ bệnh. Ông đang ngồi thì ho sặc sụa do máu rồi ngã vật ra đất bất tỉnh. Lúc bấy giờ chỉ có mình bà Linh bên cạnh ông. Vậy là bà phải vừa sơ cứu vừa xoay sở đưa ông đi vào viện. Bác sĩ bảo ông đã mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, không thể chạy chữa được nữa. Một nỗi u ám bao trùm lên cả bà Linh và ông Nghiêm. Đời vốn vô thường, không ai ngờ rằng giờ đây sinh mạng của ông Nghiêm
chỉ có thể đếm ngược từng ngày mà thôi. Nhưng vì sợ các con lo lắng, ông Nghiêm đã nhờ bà Linh giấu nhẹm đi bệnh tình của mình. Ông bảo bà nói với mọi người rằng ông chỉ đang đi nghỉ dưỡng một thời gian. Trong khi ba mình thì nằm viện, cả Phú và Ngọc đều chẳng hay biết. Ở tại nhà hàng, sau khi tiếp quản lại từ ông Nghiêm, Ngọc đã thẳng tay đuổi bà Linh. Cô nghe lời bà Thư thay đổi hết tất cả, từ nhân sự đến công thức món ăn, tập trung đặt lợi nhuận lên tất cả. Do lối kinh doanh chạy theo đồng tiền, công việc của nhà hàng dần chẳng được suôn sẻ. Hàng loạt khách quen đều thất vọng về chất lượng mà rời đi. Nhân viên mới thì hàng tá vấn đề. Ngọc bắt đầu mệt mỏi, áp lực với việc quản lý. Giữa lúc đó, bà Thư thì thầm vào tai cô: cứ giao lại cho mẹ quản lý, mẹ có kinh nghiệm hơn con. Không một chút nghi ngờ, vì bà Thư luôn đối xử với cô rất tốt, Ngọc giao lại quyền quản lý nhà hàng cho bà ta. Còn cô thì lui về ở vai trò phụ giúp bên cạnh mẹ. Mặc dù được ông Nghiêm dặn giấu đi bệnh tình, nhưng bà Linh không thể nào đành lòng nhìn những ngày cuối đời của ông cô đơn, không một đứa con nào lui tới chăm sóc. Nghĩ vậy nên lòng bà Linh nặng trĩu. Bà nhấc máy gọi cho Phú và Ngọc, nhưng không đứa nào nghe máy. Chiều hôm đó, Bình vừa đi tập huấn về, bà Linh ra sân bay đón con. Thấy chỉ có mẹ mình, Bình rất là ngạc nhiên. Vậy là trên đường về, bà Linh đã kể hết cho Bình nghe về những sự thay đổi gần đây. Hèn gì con thấy Ngọc cứ là lạ, mà con hỏi thì chẳng chịu nói. Bà Linh bảo Bình khuyên được Ngọc thì hãy khuyên cô vào thăm ông Nghiêm. Bây giờ đây chỉ có Bình mới có thể tiếp cận được hai anh em nhà họ mà thôi. Vậy là ngay lập tức Bình tìm đến Phú trước. Bình vừa gặp đã lao vào đấm vào mặt Phú một cái. Quá bất ngờ, Phú ôm mặt nhìn Bình chằm chằm. Tao đánh mày vì tội bất hiếu, ba mày đang nằm trong bệnh viện hấp hối kia kìa, mà mày còn dở thói giận hờn ở đây hả? Phú sững người. Suốt mấy tháng qua vì giận ba không để mình nói ra sự thật mà anh đã cắt đứt liên lạc. Phú không thèm về thăm, cũng không nghe máy của ông Nghiêm. Không ngờ hôm nay mọi việc lại thành ra đến mức ông Nghiêm đang phải hấp hối trong bệnh viện mà không hề hay biết. Quá lo lắng, Phú lập tức chạy như bay cùng Bình vào bệnh viện. Nhìn thấy ông Nghiêm đang nằm thoi thóp trong phòng chăm sóc đặc biệt, mà Phú như muốn ngã quỵu đi. Anh cảm thấy mình bất hiếu và tồi tệ với ba vô cùng. Phú quỳ bên giường của ông Nghiêm mà khóc như một đứa trẻ. Ông Nghiêm dù đã rất mệt mỏi rồi, nhưng khi thấy được mặt con trai, tâm trạng của ông lại vui vẻ lên rất nhiều. Ông xoa đầu Phú như ngày bé và giải thích cho Phú hiểu mọi việc. Càng hiểu, Phú lại càng thấy thương ba. Sao lúc nào ông cũng nhận phần thiệt về mình như vậy? Vì ba nên lúc này Phú chẳng muốn làm rõ sự thật để làm gì hết. Bây giờ đối với anh, ông Nghiêm là tất cả. Nghĩ vậy nên Phú lấy điện thoại gọi cho Ngọc. Nhưng rất nhiều lần mà vẫn chẳng gọi được, Phú cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Chẳng lẽ Ngọc giận mình mà không bắt máy sao? Chiều đó ông Nghiêm đã nguy kịch lắm rồi, ông mong muốn được gặp Ngọc lần cuối. Vậy là không chờ sự cho phép của ông Nghiêm nữa, Phú quyết định sẽ tự mình tìm đến gặp Ngọc. Không thể để em gái của mình trở thành một tội đồ bất hiếu được. Ngọc cần được biết sự thật. Thế là Phú tìm đến nhà hàng. Chiều đó Bình cũng đưa bà Linh đến bệnh viện rồi lập tức đi ngay. Bình bảo chiều nay tổ trinh sát của anh phải phá một vụ án lớn. Bà Linh gật gật đầu bảo con cẩn thận. Kể từ khi Bình thi vào ngành công an, bà đã quen với việc vắng con vào những thời khắc quan trọng. Nhưng trách sao được, an ninh của xã hội là trên hết. Bình trở thành công an hình sự, anh đang theo đuổi một chuyên án lừa đảo lớn lắm. Bà Linh chỉ biết có vậy thôi, Bình không nói gì hơn. Phú tìm đến chỗ nhà hàng. Đã lâu lắm rồi anh không ghé qua đây, kể từ ngày Phú giận ba và em gái. Vừa vào, anh đã thấy mọi sự thay đổi, nhếch nhác hẳn đi. Vừa đi, Phú vừa tiếc cho công sức gây dựng cả đời của ba mình. Nhưng chẳng thấy bóng dáng Ngọc đâu, cũng chẳng có nhân viên nào ra tiếp. Phú lấy làm lạ, anh gọi lớn vào trong, nhưng chẳng có ai đáp lại. Được một lúc, Phú định đi sang hướng khác rồi mới vọng ra tiếng Ngọc kêu cứu. Anh hai, cứu, cứu em với. Phú quay ngoắt người lại thì thấy hai tên giang hồ đang trói chặt Ngọc dẫn ra. Tim Phú đập thình thịch liên hồi. Tụi mày là ai? Thả em tao ra.
Tụi nó là người của mẹ. Mẹ bắt em phải chuyển nhượng quyền sở hữu nhà hàng sang cho mẹ. Bước ra từ phía sau Ngọc là bà Thư. Bà ta đã lộ bộ mặt thật nên chẳng cần phải diễn kịch trước mặt con gái làm gì nữa. Mục đích thật sự của bà ta trong lần quay về này chính là lấy cái nhà hàng này. Bà ta định tiếp cận Phú, nhưng khi thấy anh vẫn nuôi lòng căm hận bà thì đã chuyển đối tượng sang Ngọc. Mọi thứ bà Thư làm đều dần dần là lấy lòng Ngọc và dẫn dụ cô từ từ vào bẫy. Nhưng phút cuối Ngọc trở chứng, cô cho bà quản lý nhưng lại không chịu sang nhượng tên cho bà. Vậy nên bà đành phải nhốt cô rồi dùng biện pháp mạnh ép cô ký. Vậy nên mới có việc cả Phú hay Bình hay là bà Linh đều chẳng thể gọi tìm Ngọc được. Bà có còn là mẹ không hả? Sao bà lại đối xử với chúng tôi như vậy chứ? Bà Thư cười khẩy một cái. Bao năm xa cách, tình cảm người mẹ trong bà không còn nữa. Nếu thật sự bà thương hai anh em thì ngày đó bà đâu bỏ đi dễ dàng như vậy. Mục đích cả đời của bà chỉ có tiền, tiền và tiền mà thôi. Uất hận dâng lên tột đỉnh, Phú nắm chặt, nắm tay xông lên định cứu em gái. Nhưng xung quanh đều là người của bà ta. Đám nhân viên mới đều là người bà Thư đưa vào để trá hình mà thôi. Chẳng ai ngờ người đàn bà này lại tính toán để gài bẫy chính con ruột của mình. Ngọc giờ đây đã nhìn ra bộ mặt thật của người mà cô luôn gọi là mẹ. Tình thế ngàn cân treo trên sợi tóc. Anh em Phú chỉ có hai người, mà bên bà Thư có đến 7-8. Bà ta mang giấy tờ chuyển nhượng ra trước mặt Ngọc phe phẩy. Mẹ không muốn ép con đâu, vậy nên ngoan ngoãn ký vào đây. Không, tôi không thể để bà lừa nữa đâu, tôi không ký. Một cái tát trời giáng vào mặt Ngọc, bà Thư lạnh lùng ra tay với chính con gái của mình mà chẳng có chút động lòng. Thấy em gái bị đánh, Phú bất chấp nhào lên, nhưng nhanh chóng đã bị 3-4 tên đàn em của bà Thư ập vào. Chúng ghì chặt anh ở dưới đất. Anh vùng vẫy cố thoát ra, nhưng sức Phú thì sao mà đọ được với 3-4 đứa. Thấy Phú, mắt bà Thư bỗng sáng lên, dường như bà ta lại vừa nghĩ ra một kế hoạch mới. Bà ta nhẹ giọng lại thì thầm vào tai Ngọc, giống như một con rắn độc đang giăng bẫy con mồi. Biết anh em cô yêu thương nhau, bà Thư ra điều kiện nếu cô không ký vào giấy chuyển nhượng, bà sẽ cho người đánh Phú. Quá sốc với sự tàn độc của mẹ mình, Ngọc chết lặng chẳng nói được lời nào. Mắt cô cứ chân chân nhìn người đàn bà độc ác. Và để minh chứng cho lời nói của mình, bà Thư phẩy tay ra hiệu một cái. Lập tức một thằng lực lưỡng tống một quả vào bụng của Phú. Phú đau đớn co gập người lại, còn Ngọc thì thét lên vì xót anh. Có ký không? Bà Thư gằn giọng đe dọa Ngọc. Giờ đây cô đã khóc đến khản cả giọng. Ngọc ngước lên nhìn Phú đau đớn mà lòng tan nát. Tất cả là tại cô, tại sự ngây thơ của cô nên mới ra nông nỗi này. Cô ước được gặp ba. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi gặp chuyện gì cũng đều là ba cô ở bên cạnh. Thấy Ngọc chưa chịu trả lời, bà Thư lập tức phẩy tay ra hiệu một lần nữa. Vậy là một cú đấm nữa giáng xuống người Phú. Ngọc giật mình ngước lên, nhưng Phú đã nhanh miệng hơn. Anh gào lên trong đau đớn. Không, đừng ký, công sức cả đời của ba, đừng ký mà Ngọc, kệ anh. Nhưng Ngọc không chịu nổi, cô đâu có máu lạnh như bà Thư đâu, mà không xót khi thấy người thân của mình đau đớn. Ngọc run run tay cầm cây bút được bà Thư đưa sẵn. Vào khoảnh khắc cô định đặt bút xuống ký thì có một biến cố bất ngờ xảy đến. Tất cả đã bị bao vây. Tiếng loa của Bình và các đồng đội. Ngọc giật mình ngước lên. Hàng loạt tiếng còi báo động của cảnh sát vang lên khắp nơi. Bà Thư tái mặt, môi lắp bắp. Ở vùng quê nghèo này, chẳng lẽ bà bị phát hiện sao? Nhưng còn chưa kịp để suy nghĩ cách đối phó thì bà đã thấy Bình cùng các đồng đội ùa vào. Họ giải cứu Phú rồi giải cứu Ngọc. Bọn đàn em của bà Thư thấy công an thì đều hoảng sợ mà đầu hàng. Chẳng có sự kháng cự nào xảy đến. Ngọc được mở trói thì chạy tới đỡ Phú dậy. Bình bước đến trước mặt bà Thư. Anh dõng dạc đọc lệnh bắt đối với bà vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hóa ra chuyên án mà Bình tham gia bấy lâu nay chính là chuyên án liên quan đến bà Thư. Sau khi bỏ nhà trốn theo Vũ và bước chân vào giới thượng lưu thành phố, bà mới nhận ra Vũ chẳng phải là giám đốc như giới thiệu. Hắn thực chất
chính là một tên lừa đảo chuyên nghiệp. Mánh khóe của Vũ là tạo cái mác giàu có để lừa tiền đầu tư, rồi ôm số tiền ấy bỏ trốn. Biết được bộ mặt thật của Vũ, nhưng cũng chẳng có cách nào khác, bà Thư cũng dần dần chấp nhận việc học theo cách kiếm tiền đó. Với nhan sắc và đầu óc của mình, bà Thư nhanh chóng được Vũ sử dụng như một con bài mỗi khi muốn lừa một đại gia hám sắc nào đó. Đường dây của bọn chúng ngày một phát triển và kéo theo rất nhiều nạn nhân bị lừa. Trong một lần bị truy đuổi, Vũ đã tẩu thoát qua nước ngoài, còn bà Thư thì bị kẹt ở lại. Bị kẹt lại Việt Nam, mất đi đồng bọn, bà Thư chẳng còn biết bám víu vào đâu. Cách đây một năm, bà đã tìm về quê cũ để mong xin ba mình bỏ qua lỗi lầm năm xưa. Mục đích của bà ta trở về tìm cha ruột là để thừa kế tài sản. Nhưng bà chẳng còn đường lui nữa. Câu chuyện ông Kim hóa điên sau khi con gái bỏ nhà theo trai là thật. Cả cơ nghiệp và gia tài mà bà Thư tưởng là của mình đã bị cha ruột đốt ra cho từ mấy mươi năm trước rồi. Lâm vào đường cùng, bà chợt nhớ đến người chồng năm xưa. Tìm về làng và biết được giờ ông Nghiêm đã thành công và có một nhà hàng lớn. Mục tiêu của bà Thư là lấy được nhà hàng và nhanh chóng bán nó, kiếm tiền chuyển sang nước ngoài với Vũ. Vậy là bà ta giả dạng đến ăn tại đó mỗi ngày, tìm cơ hội tiếp cận hai anh em Ngọc và Phú. Và cơ hội đã đến khi bọn giang hồ đến bỏ rán vào thức ăn kiếm chuyện. Bà ta đã diễn một vở kịch, chính mình là nạn nhân để lấy lòng tin của Ngọc. Rồi từ từ bà cách ly Ngọc ra khỏi những người thân để dễ thao túng. Và giờ đây, trước ánh mắt của hai đứa con, bà Thư chính thức chà tay vào còng, trả giá cho những tội ác mà mình đã gây ra. Ngay khi bị Bình giải ngang qua chỗ Phú và Ngọc, bà đã đưa ánh mắt cầu xin đến hai đứa con. Nhưng sau những gì bà ta làm, cả Ngọc và Phú đều không thể chấp nhận mà tha thứ thêm một lần nữa. Sau này, phiên tòa xét xử bà ta, cả Phú và Ngọc cũng không đến dự. Chỉ nghe Bình kể lại, bà ta bị kết án 20 năm tù. Với tuổi bà ta hiện tại thì mức án đó kể như là chung thân. Trong suốt thời gian thụ án, thi thoảng Ngọc gửi quà bánh cùng các đồ dùng cho bà, chứ chẳng bao giờ người ta thấy có ai đến thăm người đàn bà đó. Đó là kết thúc cho cuộc đời sóng gió và đầy tội lỗi của người đàn bà ham mê giàu sang đó. Trở lại với anh em Phú và Ngọc, sau khi được giải cứu, Phú lập tức báo tin cho Ngọc rằng ba mình đang hấp hối. Thời gian qua bị bà Thư thao túng và giam lỏng nên Ngọc không thể ra ngoài, cô càng không thể đến bệnh viện để thăm ông Nghiêm. Giờ đây khi nghe tin anh trai báo bà đang hấp hối, Ngọc bàng hoàng, cô phóng như bay vào phòng bệnh. Vừa lúc đó, ông Nghiêm cũng đang ở trong những giây phút cuối cùng. Ba! Ngọc đứng trước giường bệnh kêu lớn, nước mắt của cô trào ra, thấm ướt cả vạt áo. Phú và Bình cũng đã chạy đến bên cạnh. Bà Linh thì túc trực nãy giờ bên ông Nghiêm. Ông ấy đã ráng để chờ con đấy. Ba ơi, con là đứa bất hiếu. Ngọc quỳ xuống bên giường khóc nức nở. Nhưng ông Nghiêm chỉ vuốt nhẹ lên mái tóc cô. Ông không còn đủ sức để nói nữa, nhưng ánh mắt ông dường như chẳng có ý gì trách móc. Ông chiều mến, đưa mắt nhìn tất cả mọi người. Rồi một tay ông cầm tay Ngọc, tay còn lại cầm lấy tay Phú. Lấy hết hơi, ông Nghiêm thì thào thốt lên bốn chữ: ba yêu các con. Thế rồi ông chút hơi thở cuối cùng. Ngọc và Phú gào lên bên cạnh. Đến cả bà Linh cũng bật khóc nức nở. Bình phải giữ vai mẹ để bà bình tĩnh. Vậy là người đàn ông ấy đã xa rời mọi người, xa rời các con mà cả đời ông ta thương yêu. Phú và Ngọc quyết định sẽ đưa bài vị của ông Nghiêm lên chùa để ngày ngày ông được nghe kinh một cách an yên. Nhà hàng, công sức gây dựng cả đời của ông cũng được Ngọc sửa sang lại mọi thứ như cũ. Cô tìm đến các nhân viên cũ và mời họ về làm việc. Bà Linh cũng dạy lại Ngọc những công thức món ăn. Sau vài năm, Ngọc đã tạo dựng lại thương hiệu thành công trở lại. Bản thân cô sau bao sóng gió cũng vững vàng và trưởng thành hơn. Phố thì tạo dựng một thương hiệu may mặc lấy tên là Nghiêm để tưởng nhớ đến người cha quá cố của mình. Lo cho đám cưới của Bình và Ngọc xong, bà Linh cũng ngỏ ý với các con rằng bà muốn lên chùa làm công quả. Dù rất muốn giữ mẹ lại để phụng dưỡng, nhưng ý bà đã quyết,
cả Bình và Ngọc không thể cản được. Vậy là mỗi ngày, trong một ngôi chùa yên bình vang lên tiếng tụng kinh, lời kinh đều đều cùng nhịp mõ của bà Linh vang lên. Đâu đó, trên trời cao, bà nghĩ ông Nghiêm cũng đang mỉm cười khi nhìn thấy các con cuối cùng cũng hạnh phúc, vì ông là một người cha tốt. Quý vị và các bạn thân mến, đúng là lòng người thật khó đoán. Bà Thư, người đã dám từ bỏ cha mẹ, từ bỏ cuộc sống giàu sang phú quý để chạy theo tiếng gọi của tình yêu, lại trở thành một người vợ chắc nít, một người mẹ nhẫn tâm, ruồng bỏ chồng con để chạy theo dục vọng, để lại bao tổn thương và nỗi đau cho chồng con. Còn ông Nghiêm, người cả đời hết lòng vì vợ vì con, đến cuối đời cũng vì vợ con mà đổ bệnh, ra đi mà chẳng mấy thanh thản. Thật ngưỡng mộ nhưng cũng xót thương cho tấm lòng của một người cha. Câu chuyện đã khép lại, nhưng có lẽ nó đã để lại trong chúng ta rất nhiều những cảm xúc. Đừng quên để lại ở phần bình luận, quý vị và các bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.